Chương 21 Edith, Alicia Vệ sĩ lôi người ra ngoài, hai người vệ sĩ khác thì đi lên che chắn cho thẩm tuyền. Tại cái đất thủ đô này, bất kỳ kẻ nào dám có ý xấu với thẩm tuyền đều không có kết cục tốt. Hai người vệ sĩ còn lại tiến tới trước sau bảo vệ thẩm tuyền. Người văn trạch lệ vừa lôi thôi vừa nhét nhát. Đầu ngón tay anh quẹt vết máu ở khóe môi, không hề cất một tiếng. Đám vệ sĩ cũng làm như không thấy dáng vẻ hỗn độn của anh đại thiếu nhà họ văn có ra sao thì cũng không đến lượt bọn họ có thể nhìn thẩm tuyền lạnh lùng liếc tên lưu yến đang nằm bẹp dí như con chó chết cô nhìn văn trạch lệ lần nữa nói thế nào tối nay cũng phải cảm ơn anh lát nữa tôi gọi người xử lý vết thương cho anh khỏi giọng văn trạch lệ khang khang thẩm tuyền nghe xong gật gật đầu không miễn cưỡng nữa cô xoay người lịch sự gật đầu với bọn châu dương rồi rời khỏi nhóm vệ sĩ cũng vây quanh cô rời đi đối với phái nữ chiều cao của cô tương đối cao lại thêm cả vệ sĩ phụ họa người phụ nữ này nhìn là biết ngay không phải người có thể treo chọc loại khí thế này không hề thua kém bất cứ đấng mày râu nào có mặt tại đây phòng ăn ánh sáng mờ mờ ngoài cửa tụ tập vô số người tới hóng hớt văn trạch lệ chùi khóe môi một lúc sau mới tựa vào tường chìa tay với châu dương châu dương cố trình dàn úc đúng lúc chứng kiến từ đầu tới đuôi Châu Dương rút điếu thuốc và bật lửa ném qua, mắng một tiếng, gặp phải một cô gái như thế, đúng là khó nuốt. Đúng là không hề nhường nhịn chút nào. Trong mắt đàn ông, câu nói vừa rồi của Văn Trạch Lệ chủ yếu là lo lắng, cũng vì quá lo nên mới bốc đồng, hoảng loạn. Không ngờ thẩm tuyền nhà người ta lại chẳng hề khuất phục, cũng chẳng tha thiết gì chút quan tâm đó. Đỉnh vải lúa. Một nhát đấm lên hòn đá, đầu thấu tâm can. Văn Trạch Lệ chụp lấy điếu thuốc, cúi đầu châm lửa đôi mắt hẹp dài hơi hiếp lại sương khói mù mờ phía đầu ngõ truyền tới tiếng chân văn trạch lệ liếc mắt qua là lam thấm cô ta đứng tại đó vẻ mặt vừa lo lắng vừa bồn chồn nghi hoặc muốn đi tới lại e dè không dám anh chìm đắm trong khói thuốc mông mờ giữa chốn đông người nhìn thẳng vào cô ta ánh mắt hệt như của thẩm tuyền thương hại sự thương hại mà anh dành cho lam thấm thực chất là đang cảm thấy có lỗi với thẩm tuyển anh từng đốn mạc cho rằng sau khi liên hôn hai người sẽ mỗi người mỗi ngã về mặt tình cảm anh tự do dẫu có thương hại làm thấm tới cỡ nào thì cũng không liên quan mấy tới thẩm tuyền đúng là đồ tôi để giờ đây nỗi ân hận đặt quán nơi tim văn trạch lệ cắn điếu thuốc nhìn sang chỗ khác châu dương cầm một tờ khăn giấy đưa cho anh lau nè văn trạch lệ nghiến răng tôi đâu có khóc thì cũng phải có chút xíu chớ không hề. Châu Dương. Vậy thôi làm gì căng? Đám người đứng một lát rồi rời đi, mà chỗ làm thấm đứng vừa hay là đường bọn họ phải đi qua. Cô ta nhìn văn trạch lệ chầm chầm, nhưng người đàn ông chỉ lướt qua cô ta, tay cầm điếu thuốc, sự lạnh lùng bao phủ đầy khuôn mặt của anh. Chờ bọn họ đi hết, làm thấm ngồi sổng xuống bật khóc. Mấy năm nay, văn trạch lệ luôn rất lý trí, cũng rất ngạo mạn, thậm chí rất ít khi biểu hiện ra cảm xúc nào khác chẳng mấy ai dò được lòng anh đến cô ta cũng không hiểu được nhưng vừa rồi cảnh tượng anh giận dữ với thẩm tuyền khiến cô ta hết sức khiếp sợ cô ta chưa bao giờ nghĩ văn trạch tân lại nổi giận vì một người phụ nữ như thế từng câu anh nói đều lộ vẻ cuốn cuồng cũng ẩn giấu sự ghen tuông thậm chí đối với em gái văn giao anh cũng không có cảm xúc mãnh liệt đến thế nhưng với thẩm tuyền lại có đây không thể là thái độ đối với đối thủ hay đối tác được Giải quyết xong chuyện của Lưu Yến là đã muộn lắm rồi, Thẩm Tuyền về khách sạn, cầm quần áo đi tắm, chà mạnh chỗ đầu gối. Chà cho đỏ lên cô mới dễ chịu. Tắm rửa xong xuôi, cô ngồi trên giường lau tóc. Một lát sau, cô cầm điện thoại xem. "Trần Y, cậu không sao chứ?" "Thẩm Tuyền, không sao." "Trần Y, sợ hú hồn, danh tiếng của nhà họ Lưu ở Hải Thành không được tốt cho lắm." "Thẩm Tuyền, ừ." vài phút sau trần y ưm có phải cậu với văn thiếu cãi nhau một trận ở chỗ đó không vậy thẩm tuyền ưm trần y trước giờ chắc cậu chưa cãi nhau bên ngoài thế đâu nhỉ thẩm tuyền lần đầu tiên đó thẩm tuyền chẳng hiểu nổi anh ta trần y có lẽ chuyện chúng ta nói lần trước chuyện anh ấy thích cậu ấy nên ngẫm lại lần nữa xem thẩm tuyền cậu nghĩ vậy à trần y nhỡ thật thì sao thẩm tuyền mình chả ham gì tình cảm của anh ta cô đáp thẳng thừng rồi buông điện thoại xuống tóc đã gần khô cô đứng dậy ngồi bên cửa sổ ngắm ánh đèn leo lắc ngoài kia xét trên một phương diện nào đó thẩm tuyền là một cô gái thù dai ăn đau bởi ai thì kẻ đó xác định bị cô ghim cả đời đi thường tuyết gõ cửa thẩm tổng cần gọi bác sĩ cho văn thiếu không thẩm tuyền thôi dòng suy tư mở cửa gọi chứ thường tuyết gật đầu được bác sĩ đang dưới lầu không lâu sau bác sĩ lên tới thẩm tuyền mặc thêm một cái áo khoác dài bên ngoài bộ quần áo ngủ dẫn theo bác sĩ đi gõ cửa phòng đối diện người mở cửa là cố trình anh ta ngơ ra một lúc sau đó nhìn thấy bác sĩ sau lưng thẩm tuyền thẩm tổng biểu cảm thẩm tuyền lạnh nhạt văn tổng đâu tôi dẫn bác sĩ đến đây xử lý miệng vết thương cho anh ấy đang ở trong Cố trình chưa thấy cô gái nào nghiêm túc như thế nên nhìn cô thêm mấy lần, bỗng phát hiện cô có chỗ khang khác. Đúng rồi, là không mặc quần áo văn phòng mà chỉ mặc đồ ngủ thoải mái với cái áo khoác, mái tóc được thả ra, gương mặt thoạt nhìn cứ ngỡ thiếu nữ, nào có dáng dấp của giám đốc chuyên quyền. Cố trình nhướng mày, cười rồi tự trên cửa nhường đường. Dẫu vậy, khí thế trên người cô vẫn không hề suy giảm. Thẩm tuyền đưa bác sĩ vào. Trong phòng khách có mấy cánh mày râu đang đánh bài, Văn Trạch Lệ dựa trên sofa cầm bài, khớp tay hơi cong. Gân xanh chỗ đó hơi gồ lên, màng theo cả gân xanh tím. Nghe tiếng, anh ngước nhìn. Không khí trong phòng thoảng mùi thuốc lá vị bạc hà, thẩm tuyền nhìn vào mắt anh, sai bác sĩ, lại đây khám cho Văn Tổng đi. Văn Trạch Lệ nhìn cô, nghiêng đầu xoa khóe môi, anh nói, không phải tôi đã bảo không cần rồi ư. Thẩm tuyền, tôi không muốn nợ anh. Văn Trạch Lệ nhếch môi cười một cái, sau đó anh vẫy tay tới đây là kêu bác sĩ tới cái nết của người phụ nữ này anh quá rõ anh chịu nghe là vì anh hiểu lòng mình đồng thời cũng có chút xíu hối hận trong đó châu dương bên cạnh cười treo vết thương có tí tẹo khám làm gì bác sĩ tới thì máu đã ngưng từ đời nào rồi thẩm tuyền bị treo thế cũng không có biểu cảm gì văn trạch lệ vẫn nhìn cô lúc bác sĩ sắp bước tới thì bật thốt thẩm tổng thẩm tuyền không tiếp lời chờ anh nói tiếp văn trạch lệ nói ngần ấy năm tôi chưa đánh nhau như vậy lần nào lần đầu tiên lại là vì cô xương ngón tay bị sưng khóe môi cũng rách nếu cô không muốn nợ tôi chi bằng tới đây giúp thoa thuốc đi thẩm tuyền có bác sĩ lo bác sĩ làm không tính cô vẫn nợ tôi văn trạch lệ không cảm xúc nhấn mạnh thẩm tuyền bác sĩ đại diện cho tôi vậy không khám nữa cô kêu bác sĩ về đi Văn Trạch Lệ cầm bài đánh lên bàn, một đôi vua nổ. Vua nổ đã được giải thích trong chương 4, là hai con vô cơ trong bộ bài Tây. Đây là quân lớn nhất trong bài đấu địa chủ. Đám người xung quanh chửi tục một tiếng. Cứ phải kết thúc kiểu thô bạo thế hả? Có câu nói của Văn Trạch Lệ, bác sĩ cũng không dám đi lên. Anh Nhiên về trước keo châu Dương xào bài tiếp, không quan tâm tới thẩm tuyền, như thể muốn làm lơ cô, nhưng lại liếc mắt qua cửa sổ sát đất. Trên đó phản chiếu bóng dáng cao gầy của Thẩm Tuyền. Thẩm Tuyền thấy vậy, cô đứng khoảng hai giây rồi nói với bác sĩ, đi thôi. Dứt lời. Cô xoay người đi. Cực kỳ tiêu sái. Văn Trạch Lệ vừa cầm bài, thấy cô đi, anh đứng phát dậy đuổi theo, từ sau bắt lấy cổ tay cô. Có lẽ Thẩm Tuyền không ngờ anh đột nhiên làm vậy, bước hụt chân sau, xui xẻo đụng trúng cây dù đen vào mắt cá chân, quẹt qua vết thương cũ chưa lành nhói lên làm thẩm tuyền vội nhíu mày. Khe khẽ hít một hơi. Văn Trạch Lệ thấy thế, lập tức ngồi xổm xuống nắm cổ chân nhỏ của cô, vén ống quần cô lên. Thẩm tuyền rụt lại. Bàn tay anh giữ chặt, cô không bôi thuốc. Thẩm tuyền, thả ra. Văn Trạch Lệ lườm tên bác sĩ đứng bên cạnh. Bác sĩ hoang mang rồi hớt hải nói, thẩm tổng, chỗ tôi có điều thuốc đây. Chân thẩm tuyền vẫn rụt lại, còn văn trạch lệ thì bắt lấy, hai người tranh nhau cao thấp thẩm tuyền không thích lặp đi lặp lại những lời kia cô lạnh mặt nhìn anh văn trạch lệ chưa nói xong người đàn ông đã thoát đứng lên cúi người xuống chống một tay lên vách tường sau cô văn trạch lệ cong môi cô muốn nói gì thẩm tuyền bỗng hít sâu vào thở hắt ra tôi đã nói không cần phải là tôi không có tư cách văn trạch lệ xen vào thẩm tuyền bình tĩnh lại anh biết thì tốt. Thả ra." Thẩm Tuyền nói thêm. Văn Trạch Lệ không buông ra ngay mà chống tường nhìn cô, và cô trắng muốt, không tì vết, rồi anh thình lình hỏi, "Cô đã từng có bạn trai chưa?" Thẩm Tuyền nhìn anh, bình thản hỏi lại, "Sao? Từng có chưa?" Thẩm Tuyền, "Có rồi." Ngực Văn Trạch Lệ triểu nặng, "Thật không? Đẹp trai không? Đẹp hơn anh." Văn Trạch Lệ, "Thả ra." Đây là lần thứ ba cô nói câu này. Văn Trạch Lệ vốn định tiếp tục kiên trì thêm chút nữa, song không biết tại sao lại bất giác thả ra. Anh sầm mặt, một tay đút vào túi, sờ sờ những lá bài, mắt dõi theo thẩm tuyền ra ngoài. Người bác sĩ kia còn tốt bụng đóng cửa dung. Sự thật là lúc hai anh cả chị cả này chiến tranh, mọi người xung quanh ai cũng có cảm giác bị đốt thành tro. Ai bảo khí thế hai người mạnh quá. Sau cánh cửa đám được rửa trong phòng cười xa xả, văn trạch lệ liếc xéo bọn họ rồi ngồi xuống sofa. Châu Dương vắt chéo chân dài và nói, sao cậu không cưỡng hôn đi? Văn trạch lệ, hôn rồi. Móa. Ngầu dữ. Cố trình ngồi bên cạnh cười to, sau bữa đó, anh chàng bị dụ vào phòng khách sạn với Lam Thấm, còn bị người ta chụp ảnh hiện trường. Khi ấy, Lam Thấm còn đang mặc áo tắm dài cơ. Bọn Châu Dương và Giang Úc Hải không thôi, đậu xanh chuyện đó là do một tay thẩm đại tiểu thư gài thật cả. À? Cố trình nhìn văn trạch lệ một cái, còn ai trồng khoai đất này? Chu Dương cười ha 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 ha, đỉnh. Giang Úc, vợ trước của bạn cao tay thật. Chứ sao nữa? Văn trạch lệ cúi đầu châm thuốc, phả ra khói trắng. Anh ngẫm nghĩ, thẩm tuyền có bạn trai lúc nào, người ở đâu? Về phòng, thường tuyết thấy chân thẩm tuyền, cô ấy hốt hoảng, vội vàng đổ rượu thuốc thoa cho thẩm tuyền nhưng bị cô đá văng đi, tiếp đó lấy chai rượu bác sĩ đưa qua. Thường tuyết ngẩn người nhìn chai rượu thuốc, mãi mới nhận ra, đây là chai văn thiếu đưa. Thẩm tuyền không lưng đổ một ít rượu, theo lời dẫn của bác sĩ chậm chậm xoa bóp chỗ bị bầm. Cơ thể cô ngà ngọc, bác sĩ không dám chạm tay vào, bệnh viện có nữ bác sĩ giỏi nhưng cố tình lại phái ông tới, mày thay thẩm đại tiểu thư cũng không muốn ông chạm vào. Vì thế ông dốc lòng chỉ dẫn hết lần này đến lần khác. Thường Tuyết bên cạnh cũng ráng nhớ, sau đó vươn tay giúp. Tráng Thẩm Tuyền rịn mồ hôi. Cô đau đớn vật ra sofa, nhẹ nhàng hít vào một hơi. Thường Tuyết lau mồ hôi cho cô. Ở một mức độ nào đó, Thẩm Tuyền cũng rất yếu ớt. Thường Tuyết chụp lén một tấm, nói: "Mình gửi cho Trần Y xem, cậu lại làm mình làm mấy này." Trần Y ở bên kia cười đáp: "Mình đăng lên vòng bạn bè cho ba mẹ cậu xem." Trần Y thân với Thẩm Tuyền thẩm tiêu toàn và mạc điềm cũng rất mến trần y thẩm tuyền không trả lời cô ấy nằm bò lên tay vịn không hó hé ảnh chụp trên vòng bạn bè văn trạch tân đang đi công tác ở nước ngoài nhìn thấy cười cười chia sẻ cho văn trạch lệ văn trạch lệ bấm vào xem vừa nhìn đã không dứt mắt ra được cô lại nằm nhoài trên sofa đệt sáng sớm hôm sau chân thẩm tuyền đỡ hơn nhiều hôm nay hội nghị thượng đỉnh vẫn phải tiếp tục cô mang đôi giày để bằng chỉnh lại cổ áo. Thường tuyết mở cửa phòng, hai người cùng ra ngoài. Cửa phòng đối diện bật mở, văn trạch lệ khoác áo khoác vét đi ra, thấy thẩm tuyền, anh nói, chào. Thẩm tuyền, chào. Mặc dù tối qua có ầm ĩ thế nào thì hôm nay cảm xúc của hai người vẫn khôi phục như cũ. Bất chợt, thường tuyết lấy một cái chai cho thẩm tuyền xem, thẩm tổng, cái này. Thẩm tuyền nghiêng đầu nhìn. Là chai rượu thuốc kia. Cô bảo, vứt đi. Thường tuyết đáp một tiếng, thuận tay ném vào thùng rác gần đó. Văn trạch lệ đi sau, im lặng nhìn chai rượu thuốc kia, anh giật khóe môi, sủ mặt. Trường 22 Edit, bún thịt nướng Chuyện tối hôm qua cũng không có dấu nên tin tức đã sớm truyền ra. Thẩm Tuyền vừa mới xuống xe để đi vào hội trường thì có khá nhiều người thấy cô. Họ thi nhau đi qua để hỏi han, quan tâm. Thẩm Tuyền xã giao với từng người một tất cả mọi người đều đã chứng kiến tình trạng bi thảm của lưu yến ở hải thành đa số những người đàn ông vây xung quanh thẩm tuyền cũng rút lại những suy nghĩ linh tinh đó đi khuôn mặt ai nấy cũng bắt đầu trở nên cung kính thường tuyết ở bên cạnh thấy thế liền thở dài một hơi cô ấy đã từng nhìn thấy rất nhiều người đàn ông có ấn tượng tốt với thẩm tuyền ngay từ lần đầu tiên nhưng về sau bởi vì thẩm tuyền quá mạnh mẽ nên chỉ có mấy ngày đã thay đổi suy nghĩ trở nên thuần khiết hơn hẳn cậu chú ý chân mình một chút thường tuyết đỡ thẩm tuyền thẩm tuyền lắc đầu không sao hội nghị thượng đỉnh hôm nay chủ yếu là giao lưu trong ngành dùng cách bốc thăm người phụ trách hai nhà sẽ lên sân khấu nói chuyện với nhau và sẽ có phóng viên ghi lại sau khi bốc thăm thẩm tuyền cùng với giang úc cô cầm lấy lá thăm gật gật đầu với giang úc giang úc cũng cười lại với cô văn trạch lệ ở bên này lại không tham gia bốc thăm cổ phiếu của tập đoàn văn thị hôm nay lại rớt rồi vẫn là do chuyện ly hôn kia gây ra anh cầm laptop ngồi ở trong phòng nghỉ, đôi chân dài mở rộng, đang tìm phương án cứu vớt cổ phiếu cùng với người khác. Không ít người khi biết được tin tức này, đều cảm thấy đại thiếu nhà họ văn cũng rất lớn mạnh. Đã như vậy rồi mà mặt vẫn không đổi sắc, còn có thể nán lại ở hội nghị thượng đỉnh. Văn trạch lệ đeo tai nghe lên, đầu ngón tay ấn vào tai nghe màu đen, bên kia là tiếng lãi nhãi của cổ đông. Người khác ly hôn thì toàn che giấu kỹ lưỡng, cậu thì hay rồi, để cho một người phụ nữ cưỡi lên đầu lên cổ nếu còn tiếp tục như vậy thì chúng tôi sẽ bắt đầu cơ chế bỏ phiếu đấy giọng nói của văn trạch lệ trầm trầm lại có chút uể oải hai ngày sau rồi nói nếu không kéo lại được tôi tự nguyện từ chức được lời này là cậu nói đấy văn trạch lệ tôi hứa hừ những cổ đông này bị văn trạch lệ áp chế mấy năm cuối cùng cũng có cơ hội cắn ngược lại anh một cái người nào người nấy không hề nhượng bộ nửa bước trên cuộc họp hội nghị trực tuyến Văn Trạch Lệ vừa gõ bàn phím nói chuyện với người ta, lại vừa liếc mắt nhìn Thẩm Tuyền ở bên kia. Chân cô đi đứng vẫn khá vững vàng, đương nhiên là mặc quần dài vào nên không nhìn ra được tình trạng của đôi chân. Cổ Đông bên kia lại nói thầm, người phụ nữ nhà họ Thẩm này sau này đúng là ai lấy thì người đó xui xẻo. Văn Trạch Lệ, câm miệng. Cổ Đông kia, sao, không phải là do cô ta đẩy cậu tới nước này à? Văn Trạch Lệ nở nụ cười, con mẹ nó tôi bằng lòng đấy cậu điên rồi à, đã kết hôn rồi ra ngoài tìm gái sao không biết giấu cho kỹ tí đi, không thì cũng đừng để lộ lộ như thế, cậu giờ là đang kéo chúng tôi xuống nước cùng đấy. Văn Trạch Lệ, tôi không tìm gái. Không tìm. Nếu là tôi, tôi cũng muốn người nghe lời như Lam Thấm ấy, còn cái loại nuốt không nổi như Thẩm Tuyền, tôi cũng có thể hiểu cho cậu. Văn Trạch Lệ cười khẩy, ông hiểu cái rắm. Bên kia tức điên lên. Văn Trạch Lệ dứt khoát tắt video luôn, lại ngẩng đầu lên. Thẩm Tuyền và Giang Úc đã lên sân khấu rồi. Giang Úc nhìn điện thoại, ghé sát vào Thẩm Tuyền rồi nói, lần này văn trạch lệ có chút phiền toái, nếu cổ phiếu cứ tiếp tục rớt thế này thì rất có thể cậu ấy sẽ từ bỏ vị trí giám đốc. Thẩm Tuyền ừ một tiếng, đáng đợi anh ta thôi. Giang Úc nhướng mày, không phải là một ngày vợ chồng, trăm ngày ân nghĩa sao? Thẩm Tuyền cười nhạt, con người tôi từ trước đến nay làm việc chỉ suy nghĩ đến bản thân mình. Giang Úc được, quá là có khí phách luôn. kiểu nói chuyện này bình thường đều là đàn ông nói. hai người to nhỏ với nhau xong hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa. ống kính chiếu thẳng vào bọn họ. phóng viên ở một bên múa bút thành văn, người chủ trì cũng đưa ra một số câu câu hỏi cho hai vị bút này. thẩm thị mấy năm nay không đi theo con đường truyền thống mà mở ra con đường mới, chính là tích hợp với internet. trong ba mươi năm tới, tôi tin ý thức bảo vệ môi trường sẽ khắc sâu trong lòng người dân trong sách giáo khoa nhất định sẽ lấy việc bảo vệ môi trường khỏe mạnh an toàn làm phương hướng học tập quan trọng giang úc cười nói tiếp đây cũng là điều tôi muốn nói khỏe mạnh là việc tôi vẫn luôn đang làm gió thổi tới làm rối mấy sợi tóc của thẩm tuyền lúc này hội trường im phăng phắc thẩm tuyền và giang úc đã chỉ ra vấn đề quan trọng nhất cần giải quyết lúc này văn trạch lệ vắt chéo đôi chân dài nhìn biểu đồ chứng khoán nghe giọng nói của thẩm tuyền Tiếng vỗ tay tặng cho Thẩm Tuyền và Giang Úc vang lên từ tứ phía. Phóng viên bên này lại hỏi câu hỏi khác, Giang Úc nghiêng đầu nói chuyện với Thẩm Tuyền, cuộc trò chuyện khoảng 20 phút đã kết thúc nhanh chóng. Thẩm Tuyền lại một lần nữa nhận được sự chú ý của rất nhiều người, chỉ là sự chú ý lần này đều là muốn hợp tác với cô. Sau khi xuống sân khấu, Thẩm Tuyền cảm thấy chân mình có hơi đau nên không đi thẳng đến chỗ ngồi của mình mà là đi về phía hậu trường. Hậu trường không có người nên cô có thể cởi giày ra xem mắt cá chân. Bên trong hậu trường có mấy cái ghế sofa, thẩm tuyền chọn một cái để ngồi xuống. Cô cởi giày ra, cúi đầu nhìn, rõ ràng là đi giày đế bằng nhưng vẫn bị cò sát nên chảy chút máu. Cô rút một tờ khăn giấy, chấm chấm chỗ máu đó nhưng vẫn hơi đau. Lúc chuẩn bị rút tờ khăn giấy thứ hai thì trước mắt bỗng tối sầm, cô bèn ngước mắt lên nhìn. Văn trạch lệ từ trên cao nhìn xuống cô, một giây sau, anh ngồi xổm xuống, nắm lấy cổ chân của cô. Thẩm tuyền giãy dụa. Văn Trạch Lệ, đừng nhúc nhích. Giọng anh rất khẽ. Sau đó anh sẽ miếng băng cá nhân mà mình mang tới. Thẩm Tuyền nhìn thấy miếng băng cá nhân, trên mặt không có biểu cảm gì nhưng thật ra trong lòng đã tỉnh ngộ, chắc là mua một cái để mang đến đây dùng đây mà. Tôi tự làm. Cô muốn lấy miếng băng cá nhân. Văn Trạch Lệ trực tiếp nâng chân của cô đặt lên đầu gối mình làm Thẩm Tuyền ngã người về phía sau, sắc mặt cô hơi đổi, đang định nói gì thì cửa bên phía đông có người đẩy cửa đi vào thẩm tuyền theo phản xạ lại giãy dụa mạnh hơn. Sau đó lại nghe thấy bên kia có người nói chuyện. Còn là giọng nói của một người quen. Trong đó có một giọng là của Lam Thấm. Giọng nói còn lại là của Tần Sương, con gái của nhà họ Tần ở thủ đô. Hôm nay cậu có thấy không? Vẻ mặt của những người đó nhìn thẩm tuyền như nhìn thấy quỷ vậy. Lưu Yến kia bị đánh thành như vậy, hơn nữa mình còn nghe nói thẩm tuyền định đưa anh ta vào tù đấy. Lam Thấm thấy rồi cho nên cậu nhìn đi đàn ông bình thường sẽ không thích thẩm tuyền tớ không biết cậu còn đang lo lắng cái gì nữa làm thấm tớ đã chuẩn bị rời khỏi đây tối nay những chuyện kia có bố mẹ và chị tớ xử lý nên tớ ở đây cũng bằng thừa thôi tối hôm qua tớ thật sự đã thấy anh ấy nổi giận với thẩm tuyền vậy không phải có nghĩa là bọn họ ở cạnh nhau không vui vẻ gì sao làm thấm cậu không hiểu tớ lúc trước quả thật có vô tình cố ý để anh ấy biết chuyện xảy ra với tớ tớ thậm chí còn hy vọng anh ấy sẽ dạy dỗ lam huệ chỉnh chết cô ta nhưng anh ấy chưa từng làm vậy tần sương anh ta thật sự không thấy cậu dạy dỗ lam huệ sao không tần sương tối hôm qua là anh ta đánh lưu yến à lam thấm ừ tần sương vậy cũng chẳng chứng minh được gì mà tên lưu yến đó là cái thái gì mà dám tới làm loạn ở thủ đô chúng ta chứ đương nhiên văn thiếu là phải dạy dỗ gã rồi cậu ấy cậu suy nghĩ nhiều quá rồi cậu ngẫm lại xem Ánh mắt của những người đàn ông nhìn thẩm tuyền hôm nay đều tràn ngập sự kính sợ. Chật, không ai dám thích người phụ nữ như vậy đâu, bọn họ cũng đâu có phải chán sống đâu chứ, đàn ông chỉ thích loại như cậu thôi. Tần Sương khoanh tay, vừa dứt lời, ánh mắt của Lam thấm lại nhìn thẳng về phía sau cô ta, trong mắt đều là vẻ không dám tin. Tần Sương cũng quay đầu lại theo. Vừa thấy liền sững sờ. Ở đầu bên kia, thẩm tuyển đang ngồi trên ghế sofa, còn văn trạch lệ ngồi sổng trên mặt đất, Bàn tay to nắm lấy cổ chân của cô. Hình ảnh đó vô cùng thân mật. Không chỉ như vậy, bàn chân kia của Thẩm Tuyền còn để lên đầu gối của anh. Người đàn ông như anh lại tự hạ thấp địa vị của mình xuống để nâng chân cô lên. Bầu không khí trong nháy mắt sững lại. Tần Sương buông cả cánh tay đang khoanh trước ngực của mình xuống. Chẳng ai là không biết địa vị của Văn Trạch Lệ ở thủ đô, từ khi nào mà anh lại vì một người phụ nữ mà làm như vậy? Làm thấm khẽ rung lên. Ánh mắt Văn Trạch Lệ có chút lạnh, nhưng theo bản năng anh lại nhìn về phía Thẩm Tuyền. Thẩm Tuyền cảm thấy những lời mà bọn họ nói vô cùng đặc sắc, cô nhân lúc này liền thu chân lại, cuối người dán chặt miếng băng cá nhân rồi đứng lên, nói, lát nữa sẽ trả lại anh một cái, Văn thiếu. Nói xong cô liền đi ra ngoài. Sự lạnh lùng và không thèm để ý của cô vô cùng rõ ràng. Văn Trạch Lệ ngồi sổm, đầu lưỡi anh chọc vào má, người đàn ông nữa ngồi sổm trên đất vừa đứng lên, khí thế đã hừng hực trở lại anh nhìn về phía lam thấm rồi nói rất không khéo là tôi lại thích người phụ nữ kiểu này lam thấm càng run hơn tay văn trạch lệ nhét vào trong túi quần nói còn phải cảm ơn cô là cô giúp tôi hiểu được tình cảm của mình dành cho cô ấy lam thấm chẳng nói được một câu nào cô ta chẳng bao giờ ngờ tới mọi chuyện sẽ thành ra thế này ban đầu khi cô ta bị lam huệ kéo tới sân bay trên đường đi tới sân bay đã ra tay đánh lam huệ vội vàng gọi điện thoại cho văn trạch lệ thể hiện rõ ràng bản thân sắp xong rồi, Văn Trạch Lệ chẳng thèm để ý tới cô ta, mãi tới khi hôn lễ kết thúc mới qua đây, cô ta còn tưởng mình đã nắm thóp được anh từ đó. Ai mà có ngờ? Không hề. Rốt cuộc là tại sao, hơn nữa cô ta đã làm gì để khiến anh hiểu được, cô ta rốt cuộc đã làm gì mà lại vô tình đẩy Văn Trạch Lệ cho Thẩm Tuyền. Vừa nãy anh còn ngồi sổng xuống, nắm lấy chân của Thẩm Tuyền. Văn Trạch Lệ nói xong liền xoay người đi ra ngoài. Bên ngoài sắc trời âm u, gió rất lớn cả thủ đô đã vào đông anh muốn tìm lấy bóng dáng của thẩm tuyền trong biển người không tìm thấy trong lòng anh nhất thời có chút hốt hoảng ánh mắt lạnh lùng vừa nảy của thẩm tuyền khiến anh không thể nào quên được sau khi thẩm tuyền ra ngoài thường tuyết đã tìm thấy cô trời ơi mình nghĩ cậu chắc chắn sẽ đến hậu trường mà chân vẫn ổn chứ thẩm tuyền kéo ống quần xuống dán băng cá nhân rồi mình cảm thấy chúng ta có thể mua một ít để dự phòng thường tuyết cúi đầu nhìn để mình đi mua bằng cá nhân à được nhưng mấy nửa cậu nên đi bệnh viện chụp phim đi gần đây suốt ngày thẩm tuyền đều bị thương ở chỗ này thẩm tuyền gật đầu ngày mai kết thúc rồi đi chụp ừm phần sau của hội nghị thượng đỉnh đã kết thúc thẩm tuyền và thường tuyết không ở lại nữa hai người trực tiếp quay về khách sạn buổi tối có người tổ chức tụ tập mời bọn họ tới thẩm tuyền đồng ý đi quay về tắm một cái thay một bộ quần áo buộc tóc xong rồi xuất phát. Ở lầu hai khách sạn. Trong phòng bao. Bàn ăn vẫn còn đang chuẩn bị nhưng trên sofa đã đầy người. Văn Trạch lệ dựa người vào cửa sổ gọi điện thoại nên không chú ý tới thẩm tuyền đã đi vào. Lúc này, có người nói một tiếng, Văn Thiếu, đỉnh đấy, cổ phiếu của Văn Thị đang bắt đầu tăng rồi. Một đám người đều thi nhau nhìn lên màn hình. Văn Thị tung ra tin tức máy bay thế giới không người lái đạt giải quán quân, cái máy bay không người lái này là vũ khí bí mật mà Văn thị vẫn luôn cất giấu. Trước khi tham gia thi đấu còn bị người khác khinh thường, dẫu sao mấy năm nay ở hạng mục này quốc gia đã tham gia quá nhiều, nhưng để lấy được giải thưởng lại ít ỏi vô cùng. Cổ phiếu trong bỗng chốc nghịch chuyển. Văn Trạch Lệ lười biến cười một tiếng, ngồi dựa vào cửa sổ, vừa quay đầu lại đã thấy Thẩm Tuyền. Thẩm Tuyền lại không nhìn anh mà lại ngồi cùng Giang Úc, những người còn lại đều thi nhau chúc mừng Văn Trạch Lệ. Văn Trạch Lệ đứng lên đi tới, Chống tay lên lưng ghế sofa, nghịch nghịch điện thoại rồi nói, Thẩm Tổng, cô không chúc mừng tôi sao? Thẩm Tuyền ngẩng đầu, lạnh nhạt nói, tôi chỉ đang tiếc là anh vẫn còn chưa rớt đài. Văn trạch lệ. Xung quanh nháy mắt liền im phăng phắc. Trường 23. Edith, Alicia. Thẩm Tuyền nói câu này hoàn toàn không giống nói chơi, cô là thật tâm cảm thấy ai làm CEO tập đoàn văn thị cũng được các sếp lớn và thiếu gia thế gia có mặt ở đây cũng nhận ra cô không nói dẫn mọi người im lặng đồng loạt nhìn về phía văn trạch lệ ai cũng nhìn ra được thẩm tuyền thật sự có lòng đó thì cớ gì văn trạch lệ lại nhìn không ra từ khi bắt đầu bày mưu tính kế anh người phụ nữ này đã không có ý nể tình hệt như ba năm trước anh bị biến thành bù nhìn biểu cảm của cô khi ấy và bây giờ thật chẳng khác gì nhau văn trạch lệ cất điện thoại cười vậy tôi đây cũng chỉ đành tiếc thay cô không được như ý cô mất rồi Thẩm Tuyền bưng ly rượu nhấp một ngụm, lạnh nhạt nói, tương lai còn dài. Những người còn lại. DM. Đôi vợ chồng cũ này mùi thuốc súng nồng nặc ghê ta. Đúng lúc này, bên chỗ bàn ăn đã sắp xếp xong, Cố Trình cười mời mọi người dùng bữa. Bữa tiệc đêm nay do Văn Thị làm chủ. Tại thủ đô, vốn có bốn gia tộc đứng đầu, Văn, Thẩm, Tiêu, Nhiếp, nhưng người nhà họ Tiêu và họ Nhiếp không tới, mà thẩm tuyền cũng không thích làm mấy cái này nên chỉ đành để cho văn trạch lệ làm vậy. Tuy rằng cổ phiếu lao dốc, nghi ngờ chất chồng, nhưng anh vẫn là đại thiếu gia nhà họ văn, suy cho cùng xí nghiệp văn thị vẫn là của nhà họ văn. Danh tiếng nhà họ cố chỉ gói gọn ở hải thị, vẫn còn chưa đứng vững được ở thủ đô. Không biết có phải là cố ý hay không, bàn ăn chừa lại đúng hai chỗ cho thẩm tuyền và văn trạch lệ. Thẩm tuyền nhìn qua, biểu cảm không đổi, thẳng thắn ngồi xuống văn trạch lệ ở phía xa nói chuyện với người khác nói xong thì đi đến nhìn đầu nhìn cô một cái rồi cũng kéo ghế dựa ra ngồi xuống hai người sát lại thật gần thẩm tuyền lấy khăn lông ấm lau tay cô vốn được chiều từ bé da thịt nõn nà chỉ một động tác lau tay này thôi cũng rất thích mắt các thiếu gia nhà giàu đều nhìn sang chỗ cô văn trạch lệ ngồi cạnh cũng lau tay nhẹ nhàng ung dung liếc các cậu ấm kia một lượt sau đó người phục vụ đến lấy lại khăn lông Văn Trạch Lệ thuận tay lấy khăn lông trong tay Thẩm Tuyền, cùng đưa cho phục vụ. Thẩm Tuyền liếc anh một cái. Văn Trạch Lệ nghiêng người tới gần hơn, khủ tay anh gác trên thành ghế, cười nói, có món gì cực kỳ muốn ăn không? Thẩm Tuyền, Văn Tổng cũng đâu phải đầu bếp. Văn Trạch Lệ. Những người khác nghe được bèn cười trộm mấy tiếng. Bên tay phải Thẩm Tuyền là Giang Úc, từ hôm qua thì hai người đã tiếp xúc với nhau khá nhiều có vài đề tài chưa bàn xong nên thẩm tuyền hơi nghiêng qua trò chuyện tiếp. Văn Trạch Lệ lại bị bỏ lơ. Anh tựa ra sau nhìn thẩm tuyền và Giang Úc. Đấy lòng chua chát. Châu Dương gọi rượu lên, rót mỗi người một ly, rót cho Văn Trạch Lệ xong còn không đi ngay mà nói nhỏ vào tai anh. Phải chi là vợ thật của bạn thì tốt rồi, có ghen cũng danh chính ngôn thuận được chút. Văn Trạch Lệ không lên tiếng. Xong bàn tay trên thành ghế lại nổi gân xanh. Cái ly trước mặt Thẩm Tuyền cũng được rót phân nửa. Tuy cô là phái nữ duy nhất ở đây nhưng không ai dám ngó lơ cô, người tìm cô trò chuyện không đếm xuể. Cho dù Thẩm Tuyền là một cô gái mạnh mẽ, hoặc cho dù mọi người đến trò chuyện với cô không phải vì có ý này ý kia gì, nhưng cô lại là một người phụ nữ xinh đẹp, lại còn có một dáng hình duyên dáng thế nên có mấy tên đàn ông đều sẽ vô tình nhắc tới Thẩm Tuyền. Thẩm Tuyền nhấp một ít rượu, cười nhẹ, hỏi, "Lại hỏi tôi nữa à?" "Vâng, Thẩm tổng." câu này phải cô trả lời. Cô thích mẫu đàn ông thế nào? Châu Dương tiếp lời, chỉ bằng cô chọn một người ở đây đi. Thẩm Tuyền bỏ điện thoại xuống, nhìn một lượt. Phải công nhận, cô bớt chút oai nghiêm trông đẹp hơn rất nhiều, thậm chí còn có chút dễ thương, bị cô nhìn một cái, là đàn ông tim đều sẽ hẳn một nhịp, ví như lúc này. Nhìn xong một lượt, tới lượt văn trạch lệ, anh dựa vào lưng ghế, ngón tay kẹp điếu thuốc, ngã ngớn ngạo mạn, đôi mắt hẹp dài tối đi vài phần. Mắt thẩm tuyền chỉ dừng lại trên khuôn mặt của anh ba giây rồi rời đi. Sau đó, cô nhìn Giang Úc, nói, mẫu giống Giang Thiếu Chăng. Điếu thuốc của Văn Trạch Lệ rung lên, tàn tro rơi xuống. Anh ngậm điếu thuốc trong miệng, nâng ly rượu nghiêng người nói với Giang Úc, chúc mừng. Giọng nói kia hoàn toàn chẳng có ý vui mừng. Hay nói đúng ra là có hơi lạnh. Giang Úc cũng nâng ly đáp, cảm ơn, chỉ là tôi và Thẩm Tổng có duyên không phận rồi. Ha 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 ha, còn không phải à, chỉ có cậu là kết hôn sớm nhất. Thẩm tổng, cô có thể tiết lộ tại sao lại chọn Giang Úc không? Là vì nhà họ cố của cậu ấy hả? Thẩm tuyền bóp một cái chân cua, mờ tê đầu ngón tay nói, chắc là vì chung thủy đi. Dứt lời, mọi người lập tức quay đầu nhìn về phía văn trạch lệ. Còn anh thì cảm thấy hai chữ này như một cái tác bôm bốp vào mặt. Anh cười khẽ hai tiếng. Tôi cũng làm được. Những người khác cười hùa theo. Ngược lại Thẩm Tuyền không thèm để ý tới câu trả lời của anh, như thể nó chẳng có gì quan trọng cả. Văn Trạch Lệ như đấm một cú vào bông, vô cùng quất nghẹn. Rượu đến rượu đi, Thẩm Tuyền không dám uống nhiều, nhưng tối nay đám người này còn khui một đống rượu. Thẩm Tuyền chỉ uống rượu vang đỏ, nhưng Châu Dương cứ muốn rót whisky cho cô. Văn Trạch Lệ đưa tay cản. Châu Dương cười, "Ôi, lấy tư cách gì quản đây?" Văn Trạch Lệ, ngoài rượu vang đỏ những loại khác cô ấy không thể uống. Những người khác cũng hóng hớt nhìn sang, sao văn thiếu biết hay thế? Quả nhiên làm chồng người ta nửa năm cũng ra dáng đó nha. Anh chồng nửa năm lại nận vào lòng ngực văn trạch lệ một phát. Lúc này có người tò mò hỏi thẩm tuyền, thẩm tổng, làm vợ chồng được nửa năm, cô biết văn thiếu thích ăn và không thích ăn gì không? Văn trạch lệ cũng nhìn cô. Cô ăn đến mức nóng rực, cởi áo khoác ra, bên trong là cái áo sơ mi ông dáng thẩm tuyền liếc anh một cái ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung một giây thẩm tuyền hờ hững nói cái này tôi thật sự không biết nói xong cô lại bổ sung mà cũng không cần phải biết đâu nhỉ tất cả mọi người cô gái này cũng ít có ác lắm văn trạch lệ lại tức đến mức bật cười anh đưa bàn tay kẹp thuốc lên rít mạnh tiếng cười vừa cuồng dại vừa có chút tàn nhẫn và cả bất lực ở đây đều là người trẻ một bữa cơm dây dưa đến tối muộn. Ăn cơm xong bọn họ còn bàn tới những hoạt động khác trên bàn ăn, như là đi pub hay đi bar, mỗi người một ý, trong lúc bọn họ còn đang bàn bạc thì Thường Tuyết đã gửi tin nhắn đến Bảo Thẩm Tuyền là trong phòng có chuẩn bị ít thuốc giải rượu, dặn cô muốn đi lên thì báo cô ấy một tiếng, cô ấy sẽ xuống đón. Thẩm Tuyền đỡ trán, để điện thoại xuống, không phản hồi. Tự cô vẫn chịu được, không tới nỗi cần người khác tới đón. Lúc tàn tiệc, có người ngà say có người tỉnh táo, thẩm tuyền kéo áo khoác lại bắt tay lần nữa cùng đám châu dương và giang úc thực lòng mà nói một người phụ nữ có tư thái phóng khoáng thủ đoạn cao minh trên thương trường như vậy quả là đáng nể hơn cả đàn ông không ít người nối đuôi nhau lại bắt tay với cô giang úc bắt tay xong bèn đút tay vào túi và cười cái ashikaga medica kia khi về tôi sẽ tìm hiểu một chút thẩm tuyền nghe anh nói xong đáp cảm ơn đột nhiên châu dương hỏi chủ ý hợp lý hóa tài sản là ai đưa ra thế thẩm tuyền đánh mắt qua văn trạch lệ đang nói chuyện bên kia một cái châu dương nhướng mày cậu ta nghĩ ra à thẩm tuyền phải à được nha tôi sẽ mượn giải pháp này châu dương cười nói thẩm tuyền khẽ cười theo sau đó xoay người ra cửa lúc này trông cô hơi khác với lúc tới là kiểu không khí quanh cô dịu hơn rất nhiều có lẽ do men rượu hoặc cũng có lẽ do đã quen thuộc với họ hơn nên đã thả lỏng hơn, nòm cả người có chút biến nhát. Khi thẩm tuyền bước vào thang máy thì bên trong đã có vài vị thiếu gia ở đó. Bọn họ nhìn cô cười, đôi mắt vô thức dán lên mặt cô. Sau khi thẩm tuyền đứng hẳn hoi, cửa thang máy lại mở ra. Văn Trạch Lệ cầm áo khoác vét đứng bên ngoài, thấy thẩm tuyền, anh nhướng mày rồi nhấc chân vào. Cửa thang máy dần khép lại. Hương rượu thoang thoảng trong thang máy vách tường phản chiếu bóng người nào. Thẩm tuyền cúi đầu che miệng ngáp, đầu rũ nghiêng nghiêng làm suối tóc chảy lơ thơ, nhưng cô vẫn đứng nghiêm, gáy cổ lưng ông thẳng một đường. Chỉ một động tác nhỏ như thế của cô cũng khiến bao người khó lòng dời mắt, ánh mắt của mấy vị thiếu gia kia đều lui đến rời đi quét qua cô. Nếu cô vẫn là người vợ liên hôn của anh thì đám cậu ấm kia sao dám nhìn cô một cái, càng đừng nói tới giả lưu yến kia. Nhưng giờ đây, cô chẳng còn là con dâu nhà họ văn nữa, mà cô chỉ là đại tiểu thư nhà họ thẩm. Đám công tử bột đó dù không dám có ý gì nhiều, nhưng ánh mắt lại chả kìm nén, thậm chí còn toát ra vẻ thưởng thức mỹ nữ vô cùng trần trụi. Đôi mắt văn trạch lệ sắc lạnh lướt qua. Bọn họ ngẩn người, rồi khó chịu nhìn ra chỗ khác. Văn trạch lệ càng tức hơn. Con mẹ nó, tụi bay nhìn cái gì mà nhìn, còn nhìn từ trên xuống dưới thế hả? Lần lượt từng người ra khỏi thang máy, lúc đi ra, họ sẽ chào thẩm tuyền. Thẩm tuyền ngẩn mặt, nghe ai chào mình cũng vô thức gật đầu lại. Có thể do men rượu ngấm vào làm cô hơi mụ mẫn, chẳng những không lạnh lùng như trước mà ngược lại còn nhoảng chiếc môi xinh. Văn Trạch Lệ đứng một bên lạnh lùng nhìn. Mấy công tử bột bị nhìn mà tức anh ách mắng thầm. Mắt mớ quái gì tới anh sao, Văn Thiếu. Anh chỉ là một tên chồng cũ thôi mà. Cửa thang máy đóng lại lần nữa, hiện giờ bên trong chỉ còn thẩm tuyền và Văn Trạch Lệ thẩm tuyền đưa tay ấn nhẹ lên huyệt thái dương cô có thể uống rượu chỉ là rượu tối nay châu dương rót đã được ủ quá lâu văn trạch lệ thấp giọng hỏi nhức đầu à thẩm tuyền tiếp tục ấn ừ có chút giọng đều đều không cảm xúc vậy sau lúc châu dương kín ba ly cuối cô còn uống anh gằn giọng nói giọng rất trầm thẩm tuyền muốn uống thì uống thôi thẩm tuyền trả lời một câu văn trạch lệ nghiêng đầu cười lạnh đúng lúc thang máy tới nơi cửa vừa mở thẩm tuyền cất bước ra trước nhưng hoa văn trên sàn nhà có hơi rằn ri lại còn phản quang cô nhìn mà choáng váng nên đành bước về phía ven tường định nương theo đó để đi tiếp văn trạch lệ đi sau lưng thông thả thảnh thơi theo đuôi ngay khoảnh khắc thẩm tuyền ngừng lại nghỉ ngơi anh bước hai ba bước lớn tới trước thẳng thắn chắn trước mặt cô thẩm tuyền ngẩng đầu nhìn anh văn trạch lệ nắm lấy cầm cô dồn sức đẩy cô lên tường lưng thẩm tuyền dựa vào vách tường, cầm bị nắm lấy buộc phải ngửa đầu. Đôi môi của cô đỏ ửng, anh làm gì đó? Văn Trạch Lệ tiến lên một bước, mái đầu đen nhánh xỏa buông lơi, anh cong môi, cô nói xem, tôi muốn làm gì? Say, khiến thẩm tuyền không tài nào dùng sức nổi, nhưng đầu óc cô vẫn tỉnh táo, cô lạnh nhạt nhìn anh, anh muốn hôn tôi. Văn Trạch Lệ cười. Đúng. Bật con chữ ra khỏi miệng, anh lập tức cúi đầu, đôi môi mỏng thoảng hương rượu nháy mắt đặt lên cánh môi cô. Thẩm tuyền cứng người một giây. Ngay khi anh định tiến sâu hơn, cô nghiêng đầu nói, kỹ thuật của anh tệ quá, ngừng dùng tôi. Văn Trạch Lệ Trường 24 Edit, Khanh Lam Chỉ dừng khoảng một giây, Văn Trạch Lệ liền hung hăng lấp kín môi cô, đầu ngón tay siết chặt cầm của cô, trực tiếp cuốn lấy đầu lưỡi của cô chứ không còn chờ đợi như lúc trước lúc này sự bá đạo và hung hãn của người đàn ông hoàn toàn lộ ra. Thẩm tuyền vốn nghĩ anh sẽ dừng lại, ai ngờ anh lại được nước lấn tới, cô giải dụ chẳng có ích gì. Môi lưỡi bị người cuốn lấy, cho dù có bình tĩnh tới mấy, trong đôi mắt vẫn lấp lánh chút ánh sáng. Húng chi mùi rượu trong miệng hai người lại hòa lẫn vào nhau. Đặc biệt là chai rượu whisky nặng đô kia. Thẩm tuyền tóm lấy cổ áo anh, ánh mắt mang theo sự lạnh lùng và cả dục vặn cô không thích bị áp chế như vậy. chỉ vì một câu kỹ thuật hôn không tốt kia mà văn trạch lệ cuốn lấy môi lưỡi cô, dây dưa không dứt. cổ họng thẩm tuyền phát ra một tiếng như tiếng mèo kêu. văn trạch lệ sững người, sau đó bật cười, thả lỏng ra, duỗi tay ôm lấy eo cô. thẩm tuyền không còn công người nữa, cô lùi lại, hơi cúi đầu, tiếp đó há miệng rồi hôn lên. dây tiếp theo, văn trạch lệ trên hừ một tiếng, mùi máu tanh nổ tung trong miệng hai người. Văn Trạch lệ trợn tròn mắt, nhìn về phía cô. Thẩm tuyền giấu đi ti dục vọng kia, chỉ còn lại sự lạnh lùng. Lạnh lùng tự như một kẻ đứng ở vị trí trên cao nhìn xuống anh vậy. Văn Trạch lệ lùi lại, dùng đầu ngón tay lau khóe môi, toàn là máu. Anh lại tóm chặt lấy cầm của thẩm tuyền, nháo nháo rồi kiểm tra, sao răng em sắc vậy. Thẩm tuyền, buông ra. Lúc này, cửa phòng bên cạnh mở ra, thường tuyết cầm theo áo khoác chạy từ bên trong ra, vừa quay đầu lại nhìn thấy cảnh này thì ngây người ra. Văn Trạch Lệ còn định nói gì đó, Thẩm Tuyền đã đẩy anh ra, sau đó muốn tự mình đứng vững lại. Thường Tuyết lập tức nhận ra, chạy nhanh về phía cô, một phát đỡ lấy cô. Và cũng nhìn Văn Trạch Lệ một cách đầy nghi ngờ. Văn Trạch Lệ lau khóe môi còn máu, nhìn Thẩm Tuyền rồi nói với Thường Tuyết, cô ấy uống không ít rượu đâu, vừa rồi còn uống cả whisky đấy. Uống trong miệng anh ấy. Ánh mắt của Thẩm Tuyền liếc ngang qua anh, vô cùng lạnh lùng. Thường tuyết ồ lên một tiếng, đỡ thẩm tuyền đi về phòng lúc nào không hay, còn khoác cả áo khoác cho cô. Trước khi cánh cửa đóng lại, thường tuyết nhìn văn trạch lệ, anh cởi cúc áo sơ mi, khóe môi vẫn còn vết máu, thêm cả khuôn mặt kia, trông vừa thê thảm vừa mạnh mẽ. Trong phòng đã mở hệ thống sưởi, sau khi thẩm tuyền đi vào liền đi súc miệng. Mùi rượu whisky từ từ bị cuốn trôi, cô nhân tiện cầm lấy đồ ngủ đi tắm luôn. Sau khi tắm xong, cô bị thường tuyết bắt uống thuốc tỉnh rượu thường tuyết cẩn thận hỏi sao vừa rồi trên khóe môi của văn thiếu có máu vậy thẩm tuyền cầm cái ly nhấp từng ngụm từng ngụm nói mình không biết bị ngã chăng thường tuyết coi là vậy đi cô ấy phải quên hình ảnh ban nãy đi thôi bởi vì ban nãy khi cô ấy đi ra đã nhìn thấy tay của văn thiếu thế mà lại ông lấy eo thẩm tuyền cầm của thẩm tuyền còn bị anh nắm lấy vấn đề là lúc đó thẩm tuyền lại có cảm giác lạnh lùng vô cùng khó tả uống nước ấm xong thẩm tuyền trở về phòng của mình tóc đã khô một nửa cô ngồi xuống giường nhìn đồng hồ cầm điện thoại lên gọi điện thoại cho vệ sĩ nói chuyện với vệ sĩ xong thẩm tuyền rút điện thoại đang sạc ra dựa vào giường gọi video với trần y trần y vừa mới kết thúc ca làm thêm đang ngồi ở trong xe hình như là gọi xe trực tuyến thẩm tuyền nhíu mày muộn như thế này sao không gọi tài xế nhà họ văn tới đón cậu đi trần y cười nói không sao nơi này cách nơi mình ở không xa lắm chỉ là gần đây có một đống nợ khó đòi có lẽ mình phải làm thêm giờ nhiều lắm đây ừ thẩm tuyền có rất nhiều nhân lực trong lĩnh vực tài chính rất hiếm khi xuất hiện những khoản nợ nần thế này còn người bên phòng kế toán bên phía trần y đều là thuê ngoài nên điều này là điều rất bình thường trần y cuối cùng cũng về đến nhà cô vừa mở cửa liền liếc nhìn lối vào nói với thẩm tuyền văn trạch tân về rồi nhắc đến văn trạch tân lại nghĩ ngay đến văn trạch lệ thẩm tuyền ừ một tiếng cô nói cậu trở về phòng đi mình có chuyện muốn nói với cậu được trần y bước vào phòng phòng sách bên kia vẫn sáng đèn văn trạch tân chắc đang ở trong đó sau khi vào phòng rồi đóng cửa thẩm tuyền mới kể tất những chuyện xảy ra ngày hôm nay ngay từ đầu cô đã nói chuyện về văn trạch lệ với trần y hiện tại đã trở thành thói quen miễn là chuyện có liên quan đến văn trạch lệ cô cũng chỉ có thể nói với trần y trần y nghe xong do dự hai giây anh ta thích cậu à thẩm tuyền có lẽ vậy trần y nhìn thẩm tuyền ánh sáng bên kia rất tối thẩm tuyền vẫn là mang dáng vẻ lạnh lùng kia trần y hỏi trong lòng cậu nghĩ thế nào thẩm tuyền mình nói từ lâu rồi mình không cần vậy nếu anh ta theo đuổi cậu thì sao thẩm tuyền cậu thấy bộ dạng của anh ta giống như đang theo đuổi mình chắc trần yên nghẹn họng cũng phải cô ấy ngồi xuống giường nhìn thẩm tuyền suy nghĩ một chút rồi nói nói thật cậu thật sự rất đẹp những tên đàn ông không thích cậu chỉ là do bị bề ngoài của cậu đánh lừa mà thôi những khi không có người ngoài một số hành động nào đó của thẩm tuyền thật sự khiến người khác rất tức giận thẩm tuyền không để ý đến lời khen kia cũng chẳng có chút lung lay cô nói nếu phân tích ngọn ngành rồi thì trong lòng mình đã có đáp án rồi trần y cởi tóc nghe vậy thì ồ cậu có suy nghĩ gì nào thẩm tuyền lười nói mình đi ngủ trước đây ôi được thôi trước khi cúp máy trần y đột nhiên hỏi đúng rồi kỹ thuật hôn của anh ta như thế nào thẩm tuyền sững sờ một giây nói thẳng tệ vẻ mặt trần y có chút khó tả cả hai người ngắt cuộc gọi video thẩm tuyền đặt điện thoại trên tủ đầu giường tiếp tục cắm sạc sau đó nằm xuống nghỉ ngơi một đêm không mơ sáng sớm hôm sau có một buổi hội giao lưu nhỏ văn trạch lệ không định tham gia trợ lý đi tới đón anh văn trạch lệ cài khuy tay áo sơ mi bước ra ngoài gỡ thẻ phòng xuống cánh cửa đối diện cũng mở ra văn trạch lệ cũng ngước mắt lên nhìn thẩm tuyền mặc áo khoác dài cùng với một chiếc váy có hoa văn ở trong váy mặt ở trong lộ ra chút dáng hình Văn Trạch Lệ cười nói, chào buổi sáng. Thẩm Tuyền không có biểu cảm gì, chào buổi sáng. Văn Trạch Lệ còn đang nhìn cô, bước chân hướng về chỗ cô, ai ngờ còn chưa đi tới, vệ sĩ đứng ở bên cạnh đã giơ tay cản lại, trực tiếp ngăn Văn Trạch Lệ lại ở sau. Văn Trạch Lệ vệ sĩ kia, ý gì đây? Vui lòng cách xa thẩm tổng của chúng tôi một chút. Vệ sĩ không sợ anh. Chỉ là giọng điệu cũng rất lịch sự, dù sao anh cũng là văn thiếu gia văn trạch lệ nhìn thẩm tuyền đã đi vào thang máy nhận ra cô đang phản kích lại việc anh cưỡng hôn văn trạch lệ đứng đó nói thẩm tuyền em tưởng là em ngăn tôi được cả đời chắc thẩm tuyền ở trong thang máy nghe thấy câu này chỉ liếc mắt nhìn anh một cái sau đó cúi đầu sửa lại tay áo cô gái có làn da trắng nõn khuôn mặt lạnh lùng văn trạch lệ tức đến mức bật cười anh mặc áo khoác vào nói chỉ là tôi không muốn động tay động chân mà thôi thẩm tuyền thử xem phía sau lại có một vệ sĩ đi tới văn trạch lệ nghiêng đầu liếc mắt một cái mấy người vệ sĩ còn lại vẫn chưa đi đều là người dưới tay thẩm tuyền trợ lý của văn trạch lệ thấy thế tâm trạng hoảng sợ cậu ta ghé sát vào văn trạch lệ văn tổng mặc dù anh đánh được nhưng buổi chiều chúng ta cần gặp rất nhiều người quan trọng anh kiềm chế một chút đánh bầm dập mặt mũi thì ra cái thể thống gì văn trạch lệ tránh ra cửa thang máy đóng lại, thẩm tuyền không thèm nhìn anh, thang máy đi xuống. Văn Trạch Lệ lấy điện thoại ra nhìn một cái, mấy tên vệ sĩ vẫn còn ở đó, hẳn là đang theo dõi anh. Anh không nhận được mà chửi thề một tiếng. Buổi sáng tham gia xong hội giao lưu đó, buổi chiều thường tuyết lái xe đưa thẩm tuyền đến bệnh viện chụp ít quang. Sau khi miếng dán cầm máu được tháo ra, chỗ đó vẫn còn tím xanh, cũng chưa thuyên giảm bao nhiêu. Sau khi có kết quả, bác sĩ xem bệnh nhán, nói, tốt nhất là nghỉ ngơi một tuần để chân của cô nghỉ ngơi kể từ lần trẹo chân trước cô vẫn luôn không nghỉ ngơi vẫn đi giày cao gót cứ thế này sẽ biến thành vết thương không bao giờ lành nổi đó thẩm tuyền một tuần lâu thế cơ à đúng vậy một tuần bác sĩ rất nghiêm túc nói thẩm tuyền được rồi thường tuyết nói cậu đừng có nói miễn cưỡng như vậy bác sĩ tôi sẽ theo dõi cô ấy tốt Hai người rời khỏi bệnh viện, Thường Tuyết trực tiếp đưa Thẩm Tuyền về nhà họ Thẩm. Lúc này, nhà họ Thẩm chỉ có một mình Mạc Điềm ở nhà, nghe tin con gái buộc phải nghỉ ngơi một tuần, bà lập tức nói, lần trước nói con nghỉ ngơi nhiều thì không nghe, bây giờ hay rồi, bắt buộc phải nghỉ ngơi rồi. Đừng đi thang bộ, đi thang máy kìa. Nhìn thấy Thường Tuyết đỡ Thẩm Tuyền lên lầu, Mạc Điềm lập tức nói. Thường Tuyết ngại ngùng hai giây, nhanh chóng đưa Thẩm Tuyền đến thang máy. Sau khi lên lầu, Mạc Điềm bưng trái cây và sữa bò lên, sau đó gọi điện thoại cho chồng. Thẩm Tiêu Toàn biết được chuyện này, liền nói, để lát nữa anh quay về công ty tiếp quản công việc vậy. Mạc Điềm, đúng vậy, anh cũng không thể bỏ mặt công ty như thế. Thẩm Tiêu Toàn nghe bà cầu nhầu thì bất lực chỉ đành lắng nghe. Bốn giờ hơn, Thẩm Tiêu Toàn quay về từ thành phố bên cạnh, trực tiếp đi tới công ty, trợ lý của Thẩm Tuyền vừa thấy chủ tịch về liền nhanh chóng mang tài liệu vào. Thẩm Tiêu Toàn mở cửa văn phòng, đi tới bên bàn chuẩn bị ngồi xuống nhìn thấy trên bàn có một cái hộp gấm ông hỏi đây là gì trợ lý đặt tài liệu xuống nói đây là do bên văn thị gửi tới thẩm tiêu toàn sửng sốt ông cầm lấy cái hộp gấm mở ra bên trong là một cái khăn lụa có nhãn hiệu hơn nữa đây còn là phong cách mà thẩm tuyền thích thẩm tiêu toàn nhớ lại thẩm tuyền cũng từng đặt cái này nhưng không mua kịp cô vẫn không hề có chút tức giận hay gì Giờ Văn Thị gửi cái này đến là có ý gì? Ông lật ra sau, nhìn thấy người tặng là Văn Trạch Lệ. Thẩm tiêu toàn trầm mặt. Ông ngẩng đầu hỏi trợ lý là ai tặng? Trợ lý suy nghĩ một chút là Văn Thiếu tặng, cậu ấy đi ngang qua công ty, đưa đến quầy lễ tân rồi cho người đưa lên. Thẩm tiêu toàn đóng nắp hộp lại. Đặt nó sang một bên, nói, chút nữa rảnh thì đưa nó cho thẩm tuyền. Không cần cố ý đưa cho con bé trợ lý, vâng. Anh ta hiểu ý của thẩm tiêu toàn, có nghĩa là để cho thẩm tuyền tự nhìn thấy, nếu không nhìn thấy thì thôi, đây cũng không phải vật quan trọng gì. Mạc Điềm mời một thầy thuốc đông y đến khám cho thẩm tuyền, thẩm tuyền không cử động, ngoan ngoãn nằm trên sofa, thường tuyết nhìn cô như vậy là biết cô đang thấy chán nản thế nào. Nhưng nào còn cách nào khác đâu, phải nghỉ ngơi, tuyệt đối không thể tùy hứng như trước. Thật ra thẩm tuyền còn có nhiều việc phải giải quyết, một vài hạng mục của văn thị cũng cần phải bắt đầu, câu chuyển tin nhắn về phần tài sản y tế mới được cải tạo lại từ wechat sang cho văn trạch lệ sau khi chuyển xong ở trong khung trò chuyện vẫn đang hiện đối phương đang nhập tin nhắn nhưng vẫn mãi chưa có tin nhắn được gửi tới thẩm tuyền không tiếp tục nhìn nữa trực tiếp nhắn một câu tiếp theo làm phiền văn tổng tiếp tục theo dõi rồi đối phương đang nhập tin nhắn đã dừng văn trạch lệ được vài giây sau đối phương lại gửi tin nhắn đến văn trạch lệ có thấy hộp gấm anh tặng không? Em thích chứ. Thẩm Tuyền, không thấy, không thích. Thẩm Tuyền, hy vọng chúng ta chỉ nói việc công. Bên kia, đối phương đang nhập tin nhắn lại dừng lại. Trong khung cha chỉ còn lại câu, hy vọng chúng ta chỉ nói việc công. Trường 25 Edit, Kim Thẩm Tuyền luôn là một cô gái thông minh, văn trạch lệ ngồi trên ghế sofa, một tay kẹp thuốc lá buông thỏng ở một bên, một tay cầm điện thoại câu đang viết phía trước thích hộp gấm chứ tôi đang theo đuổi em đấy thẩm tuyền tôi phải lòng em mất rồi tôi cảm thấy nhãn hiệu khăn lụa này rất hợp với em em mặc chiếc váy của nhãn hiệu này cũng vô cùng đẹp tôi rất thích từng cái từng cái đều bị xóa hết cuối cùng là câu hỏi mang tính thăm dò kia cô thẳng thừng nói là không thích thì anh còn hiểu được câu cuối cùng này tự như nhìn thấu anh trong tức khắc vậy cô gái này đoán trước được mọi hành động của anh. Trả lời thẳng thắn vậy. Ngón tay với khớp xương rõ ràng của văn trạch lệ dừng lại, mãi không gõ thêm câu nào nữa. Tàn thuốc trên đầu ngón tay rơi xuống đất, bị gió cuốn lấy, phất phơi bay ra ngoài cửa sổ. Một lúc lâu sau, anh nhắn. Anh muốn nói cả chuyện cá nhân với em. Viết xong, nhìn thấy dòng chữ hy vọng chúng ta chỉ nói việc công kia, ngón tay anh sững lại, sau đó từ từ xóa hết dòng chữ kia anh bỏ điếu thuốc vào miệng nặng nề chửi thề một tiếng cáu ghê thái độ từ chối tuyệt đối sau khi thẩm tuyền gửi xong tin nhắn kia cũng chẳng còn hứng thú lắm với cái hộp gốm sau một màn phân tích của cô với trần y cô đã hiểu được ý của anh về quà mà anh tặng vừa bất ngờ lại vừa có lý nhưng cũng không có nghĩa là anh đang theo đuổi cô thẩm tuyền không hề suy nghĩ về vấn đề này quá lâu Nhiệm vụ hàng đầu của cô bây giờ là mau chóng khiến cho đôi chân của mình khỏe lại. Bác sĩ Trung Y sau khi xoa bóp cho cô còn châm cứu, âm ấm, ấm, Thẩm Tuyền vừa nằm sắp vừa xử lý những việc trong tay, nhanh chóng mơ mơ màng màng. Người nhà tưởng cô đã ngủ rồi, bèn dẫn bác sĩ ra ngoài. 6 giờ tối, Thẩm Tiêu Toàn đã về, Thẩm Tuyền xuống lầu ăn cơm, Thẩm Tiêu Toàn liếc nhìn chân cô vài lần, nhớ dưỡng thương cho tốt. Thẩm Tuyền gật đầu, "Vâng." mấy ngày nay nếu có chuyện gì thì bố có thể nhắn tin cho con cô nói thêm một câu thẩm tiêu toàn làm chủ tịch mấy năm gần đây tương đối nhàn nhã người có quyền lên tiếng trong tập đoàn là thẩm tuyền ông ấy tin tưởng giao nhiều việc cho thẩm tuyền làm đột nhiên giờ ông lại phải tiếp quản mấy chuyện này thẩm tuyền không hề yên tâm thẩm tiêu toàn cười nói bố biết tưởng bố không biết chuyện gì à thẩm tuyền cười nhẹ thẩm tiêu toàn gấp đồ ăn cho cô nhìn cô mấy giây sau ông nói lần này đi học hội nghị thượng đỉnh với hải thị liêu yến là do văn trạch lệ xử lý à thẩm tuyền cầm bát lên uống một ngụm canh nói vâng ạ à. thẩm tiêu toàn nhìn vẻ mặt của cô bình thản nói để lần sau cảm ơn cậu ta thẩm tuyền vâng ạ à. thẩm tiêu toàn dừng lại rồi lại nói đàn ông có lúc sẽ thương hại kẻ yếu một lần hai lần phụ nữ thì lại rất dễ tưởng là thật thẩm tuyền đặt bát xuống cầm lấy một con tôm lột vỏ nghe vậy cô liếc nhìn bố mình một cái mạc điềm ngồi bên cạnh nghe hiểu được bà nói vậy thì không được coi là thật cũng đâu phải không có vệ sĩ đâu thẩm tuyền và bố nhìn nhau vài giây sau đó cô thu hồi ánh mắt gật đầu vâng đúng vậy cô biết ý của bố cô thẩm tiêu toàn thấy con gái đã hiểu liền không nói về chủ đề này nữa một lần hai lần là nói về văn trạch lệ đầu tiên là thương hại lam thấm sau đó lại ra mặt vì thẩm tuyền Tất cả đều chỉ là thương hại kẻ yếu. Ông hy vọng Thẩm Tuyền sẽ tỉnh táo. Thẩm Tuyền rất tỉnh táo, cô không nói với bố mình rằng giữa cô và Văn Trạch Lệ không chỉ xảy ra mỗi chuyện này. Bởi vì không thể nói, cũng không cần phải nói. Thẩm Tiêu Toàn ăn xong, ông cầm lấy khăn giấy lau khóe môi, lúc đứng dậy chợt nhớ ra điều gì đó, bèn vỗ vai con gái ông nói, tình yêu là gặp được nhưng không được cưỡng cầu, nếu gặp thì phải tóm lấy nó cho bằng được, nhưng nếu nó không đủ yêu con tuyệt đối không được dành hết tình cảm cho nó thẩm tuyền vâng gia tộc như bọn họ sau khi giao tình cảm của mình ra đều có thể sẽ liên lụy tới cả gia tộc tại thủ đô này có quá nhiều hiện tượng như thế có một vài thiên kim nhà giàu vì tình yêu mà dân hiến cả gia sản ra cuối cùng cũng chỉ là giúp đàn ông nuôi tình nhân đôi bố mẹ nhà họ lam cũng là liên lụy vì tình yêu bây giờ người không ra hồn người quỷ không ra hồn quỷ ăn cơm xong thẩm tuyền rảnh rỗi ngồi trên ghế sofa khoanh chân cuốn thuốc cho bố. Thẩm tiêu toàn ngồi ở ghế sofa phía đối diện, lật xem các hạng mục của tập đoàn, đồng thời cũng nhìn thấy tin tức của máy bay không người lái của Văn Thị đoạt giải quán quân. Ông ấy nhìn lâu thêm một chút. Văn Trạch Lệ bị các cổ đông đe dọa. Thật ra cũng có một phần công lao của ông, ông có mối quan hệ mật thiết với vị cổ đông kia, đã nhờ vả vị cổ đông kia chăm dầu đốt lửa. Nhưng tên Văn Trạch Lệ này cũng rất thông minh. Thẩm tiêu toàn tắt tin tức này đi. Thẩm Tuyền đặt điếu thuốc đã cuốn thuốc trước mặt Thẩm Tiêu Toàn, hiếm khi nhàn nhã, trạng thái lúc ở nhà của cô vô cùng thoải mái, trong lòng còn ôm một cái gối, theo sự di chuyển của cô cái gối lại bị ép lệch đi. Chuyện Thẩm Tuyền nghỉ ngơi một tuần ngày hôm sau mới lần lượt có người biết được, đều hỏi tại sao nghỉ ngơi, mọi người vừa hỏi, truyền qua truyền lại. Do chân bị thương. Văn Trạch Lệ cũng là chiều hôm sau mới biết được, lúc đó, anh vừa kết thúc cuộc họp, kéo cà vạt xuống, anh nhướng mày hỏi trợ lý, chân của thẩm tổng vẫn chưa là nhà. Trợ lý gật đầu, vâng, hình như là bác sĩ chụp ít quan bảo cô ấy nghỉ ngơi. Cô ấy đang ở đâu? Trợ lý, ở nhà họ thẩm. Tin tức này chỉ có một số người có thông tin biết được, phía bên văn trạch lại biết được tin này đã được tính là sớm rồi. Anh trầm mặt hai giây rồi nói với trợ lý, đi mua một bó hoa, thêm tổ yến và rượu, mua thêm cả nguyên liệu làm thuốc lá. Đây là lần đầu tiên trợ lý được kêu đi mua mấy cái này, ngờ ra một hồi, mua từ thành phố cảng bên cạnh luôn sao văn trạch lệ ừ trợ lý lập tức đi làm sau đó lại hỏi lúc nào thì anh cần văn trạch lệ nhìn đồng hồ lúc này là hơn ba giờ chiều anh nói bảy giờ rưỡi tối vâng anh muốn mua hoa gì văn trạch lệ sững người anh nhìn trợ lý một lúc hoa hồng trợ lý được nói xong trợ lý đi ra ngoài văn trạch lệ ngồi ở văn phòng chờ cà vạt vừa tháo ra chuẩn bị đeo vào lại, lúc sau anh do dự, cuối cùng vào phòng tắm trong phòng nghỉ, tắm một cái. Mùa đông ở thủ đô thật lạnh. Không có tuyết, nhưng mà gió bắt thổi đến lạnh buốt. Khoảng 7 giờ hơn. Văn Trạch lại cầm theo đồ đã mua, lên xe, đặt hoa hồng ở ghế phụ. Trong xe tràn ngập mùi hương hoa hồng, xe khởi động, lái về phía danh sĩ hội thành. Đèn của danh sĩ hội thành sáng sủa vô cùng, con đường vắng lặng chiếc Rolls Royce màu đen đi trên đường lớn, đằng sau là chiếc Mercedes màu bạc. Đèn xe sáng lên, một tay văn trạch lệ nắm tay lái, chống cầm, sau đó lái xe đến cửa lớn danh sĩ hội thành, đi về phía nhà họ thẩm. Gần đến nơi, chiếc Mercedes màu bạc đang chạy kia cũng lái tới đây, cửa sổ xe khẽ hạ xuống, lúc quay đầu xe, hai người nhìn nhau quả cửa kính ô tô, nhìn thẳng vào mắt nhau. Bàn tay của Văn Trạch Lệ nắm lấy tay lái hơi thả lỏng rồi lại nắm lấy. Anh nhau mắt nhìn nhiếp tư. Nhíp tư chắc là không ngờ văn trạch lệ sẽ xuất hiện ở đây anh ta hơi ngẩn ra rồi gật đầu với văn trạch lệ văn trạch lệ nhếch môi cười lạnh sau đó hai chiếc xe dừng lại ở cổng lớn đèn đuốc ở nhà họ thẩm đều được bật sáng trưng nhưng cổng thì đóng chặt từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy bóng cây tùng và đài phun nước ở cửa thường là đi tới cổng người bên trong sẽ biết ý sau đó cửa sẽ tự động mở ra nhưng hôm nay người bên trong có hơi chần chừ Cuối cùng, quản gia dẫn theo người ra tới nơi, cười lễ phép gật đầu, tỏ ý cậu Nhiếp mời vào. Thế là, Văn Trạch Lệ đành nhìn chiếc xe Mercedes màu bạc cứ thế lái vào. Anh nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn quản gia nhà họ Thẩm. Quản gia của nhà họ Thẩm vẫn đang cười, không hề bị sự nghiêm nghị của anh dọa sợ, bình thản nói, hay là lúc khác Văn thiếu tới vậy. Tối nay đã có hẹn với cậu Nhiếp rồi. Văn Trạch Lệ, có hẹn rồi à, là do Thẩm Tuyền không muốn gặp tôi nhỉ? quản gia của nhà họ thẩm ngỡ ngàng, nhưng vẫn cười. Văn Trạch Lệ nhìn chiếc xe màu bạc đã dừng lại kia, nắm chặt tay lái. Chương 26 Edith, Alicia Cửa sắt đã đóng lại, Văn Trạch Lệ cũng không thể cứng cổ xông vào. Anh sầm mặt, cười khẩy một tiếng rồi nổ máy quay đầu xe. Quản gia vẫn cung kính đứng tại chỗ như trước, thậm chí còn khom lưng nhìn Văn Trạch Lệ, nhưng tất cả chúng đều không phải thứ anh muốn. Sau khi xe đi được một đoạn xa, anh dừng lại tấp vào lề hút thuốc một lúc lâu anh tóm lấy bó hoa hồng kia dùng sức vứt thẳng vào thùng rác vứt đi xong anh lại ngậm điếu thuốc khởi động xe chưa đi được bao xa đột nhiên anh gọi điện thoại cho trợ lý ngày mai đặt một bó hoa hồng nữa cho tôi đưa thẳng tới danh sĩ hội thành trợ lý ngơ ra mãi một hồi cậu ta mới dè dặt hỏi văn tổng có phải là hoa hồng chưa được tặng đi đúng không ạ à? văn trạch lệ tắt máy cái rụt trợ lý ngẩn ra đấy. Sau đó nghĩ, sao phải khổ thế, lúc anh còn tư cách để tặng anh cũng đâu có hao tâm tốn sức thế này đâu. Nhiếp thường nghe tin chân thẩm tuyền bị thương bèn gửi tin nhắn cho cô bảo muốn tới thăm. Thẩm tuyền đồng ý, hai người hẹn gặp nhau lúc 7 giờ rưỡi tối. Vì không định ăn cơm chung nên hẹn giờ này rất vừa vặn. Ăn uống xong, thẩm tuyền thay váy ngủ bằng một cái váy sang trọng rồi ngồi chờ trong phòng khách. Lát sau, quản gia vào báo có hai chiếc xe tới, trong đó có một chiếc là của Văn Thiếu. Vợ chồng Thẩm Tiêu Toàn nhìn nhau, Thẩm Tuyền buông chiếc gối ôm trong lòng rồi nói, "Tối nay tôi chỉ hẹn đàn anh." Có câu này, quản gia khắc hiểu. Ông ra ngoài ứng phó. Không lâu sau, cô giúp việc ở cửa đón Nhiếp Thừa vào. Tối nay, Nhiếp Thừa mặc một cái áo đen giản dị và quần dài, trông càng cao lớn. Anh xách quà vào cửa, trước tiên là chào hỏi vợ chồng Thẩm Tiêu Toàn, sau đó đưa quà cho bảo mẫu rồi nhìn Thẩm Tuyền hỏi: chân bớt đau chưa thẩm tuyền gật đầu khá hơn rồi mấy hôm nay có chăm sóc mà thật không đó nhiếp thừa liếc thoáng qua một cái không dám nhìn lâu hơn nữa cô đang mặc váy che mất vết thương thẩm tiêu toàn cười nhiếp thừa ngồi đi cháu uống gì nhiếp thừa đáp cà phê ạ à? thẩm tiêu toàn ra hiệu cho người làm đi xuống chuẩn bị thẩm tuyền nhìn nhiếp thừa ngồi xuống hỏi không phải anh định đi công tác hả vốn định đi công tác, nhưng nghe nói em nghỉ ngơi dưỡng chân, nên anh tới đây thăm trước. Thẩm Tuyền ngồi thẳng lưng khuôn phép, khác hẳn lúc ở nhà, không thả lỏng thoải mái nữa, nghiêm túc nói, lần này lại làm lỡ chuyện của anh rồi. Đâu có. Không lỡ. Dù cô thay váy, song vẫn có thể nhìn ra cảm giác tự nhiên khi ở nhà, ví như mái tóc không búi lên như thường ngày mà xỏa tung trên vai. Nhiếp thư nhìn mấy bận, có chút đắm đuối. Phía bên này, thẩm tiêu toàn và mạc điềm thấy ánh mắt nhiếp thừa quá rõ ràng hai ông bà ở đây thành ra chướng mắt nên lấy cớ tránh đi nhưng người giúp việc và quản gia không lui xuống không phải là không cho bọn họ có cơ hội ở riêng mà là cho bọn họ không gian nói chuyện thoải mái hơn bọn họ vừa đi nhiếp thừa cũng thả lỏng hơn anh nhìn chân thẩm tuyền lần nữa anh xem được không thẩm tuyền lắc đầu anh đừng xem chỉ bầm thôi đỡ hơn nhiều rồi nhiếp thừa nghe xong tuy thấy tiếc nhưng cũng không ép anh nhìn thẩm tuyền, gợi chuyện, lúc trước chúng ta từng hẹn cùng đi Hokkaido, em còn nhớ không? Thẩm tuyền, nhớ chứ? Nhiếp thừa cười một cái, nói tiếp, chỗ đó hợp làm nơi hưởng tuần trăng mặt lắm đấy. Ý tứ cực kỳ rõ ràng, đồng thời thông báo ý tứ của nhà họ nhiếp. Thẩm tuyền khẽ cười, không đáp, cô nhìn cốc cà phê, bảo, cà phê lạnh rồi, đổi cho anh ly khác nhé. Nhiếp thừa cũng nhìn cốc cà phê, bừng lên hớp một ngụm, hơi đắng nhưng uống được mấy ngày nay em phải ăn thanh đạm hơn nhỉ thẩm tuyền em có kiên nhiếp thừa cười gật đầu rồi hai người nói sang chuyện khác sau đó nhiếp thừa lại nhắc tới chuyện hai nhà liên hôn thẩm tuyền bình thản đáp đàn anh em đây không phải người tốt mà cũng chẳng phải người vợ tốt em có thể đứng vững chân ở thẩm thị đã chứng tỏ em không có những phẩm chất của người vợ hiền mẹ đảm rồi nhiếp thừa sửng sốt anh biết mà thẩm tuyền cười nhẹ không nói tiếp. Cô có thể cân nhắc nhà họ nhiếp. Nhưng không phải bây giờ. Chân mây nhập nhèm đen nhẽm váy. Gió bắc vi vu thổi vù vù. Xe văn trạch lệ chạy thẳng tới cao ốc 188, đầu xe lên lầu, không ngờ thấy ba người châu dương, giang úc và nhiếp tư đang đứng trước cửa nhà. Anh nhướng mày, đứng đây làm gì? Tới chỗ cậu uống rượu. Ngày mai Châu Dương và Giang Úc phải về Lê Thành. Văn Trạch Lệ mở cửa. Căn hộ này nằm ở tầng trên cùng, là phong cách thông tầng, diện tích lớn nhưng chỉ có một phòng, ở lầu một có một chỗ được cải tạo thành quầy ba nhỏ. Phòng khách thênh thang, cửa sổ sát đất có thể nhìn xuống toàn bộ CBD rực rỡ ánh đèn. CBD viết đầy đủ, Central Business District là trung tâm hành chính, thương mại và là bộ mặt của một thành phố. Vào cửa, Châu Dương chả thèm khách sáo, sòng sọc đi lấy rượu rồi qua sofa ngồi xuống. Văn Trạch lệ tháo cà vạt, cởi cúc áo cũng ngồi xuống xem điện thoại mặt mày có chút ủ rũ bọn họ liếc mắt một cái đã nhận ra vừa rồi châu dương tới văn thì đúng lúc gặp trợ lý mới tan làm nên hỏi vài câu anh ta cười một cái hỏi sao thế văn trạch lệ không hé miệng lúc này anh ngó thấy vòng bạn bè nhiếp tư bèn bấm vào còn bấm thẳng vào bài mới nhất của nhiếp thừa nhiếp thừa mong rằng chuyến đi hokkaido sẽ thành sự thật hình ảnh là một chữ thẩm. Nhiếp tư không hề do dự nhấn thích trước. Nhấn xong, anh phát hiện ánh mắt người bên cạnh lạnh băng. Nhiếp tư quay đầu nhìn, văn trạch lệ cười lạnh một tiếng, bấm thêm mấy cái nữa đi. Nhiếp tư. Đệt, thất sách thất sách. Châu Dương cũng nhìn thấy, anh ta nhướng mày, nghe nói tối nay không phải có mình cậu tới thăm thẩm đại tiểu thư hả. Văn trạch lệ ngã lưng về sofa, ánh mắt vẫn đặt trên điện thoại nhiếp tư. Châu Dương rót cho Văn Trạch Lệ một ly rượu, an ủi, đừng buồn, không lọt qua cửa cũng là lựa chọn của cậu thôi. Từ giây phút ký tên lên tờ giấy kia, cậu đã không thể hối hận nữa rồi. Không thể hối hận nữa. Không thể hối hận nữa. Văn Trạch Lệ giật mạnh cổ áo xuống. Anh cầm điện thoại lên, chẳng còn chút đắn đo, gõ chữ. Văn Trạch Lệ, anh hối hận rồi. 9 giờ rưỡi, vợ chồng thẩm tiêu toàn ra tiễn nhiếp thừa đi. Thẩm Tuyền cũng đứng lên tiễn, có điều mọi người không cho cô đi lại nên cô chỉ có thể nhìn theo. Tiễn người xong cô ngồi xuống, Mạc Điềm bước đến đỡ cô đứng dậy, bảo, được rồi, lên lầu nghỉ ngơi thôi. Thẩm Tiêu Toàn dặn giúp việc rót ly sữa cho Thẩm Tuyền, còn lên lầu uống rồi hẳn ngủ. Thẩm Tuyền, dạ. Cô và Mạc Điềm đi đến chỗ thang máy. Mạc Điềm vuốt dọc theo cánh tay của con gái, khuyên, cái cậu nhiếp thừa này trông cũng đàng hoàng, chẳng qua bố con thấy nhà mình bây giờ không nên kết thông gia sớm quá thẩm tuyền vâng mạc điềm nói tiếp trước đây là bố con không nghĩ đến tình cảm của con thẩm tuyền con không cần mà nếu cần tự con sẽ giành lấy mạc điềm cười yên tâm thang máy đi lên tới phòng sữa cũng được mang lên thẩm tuyền thay đồ ngủ thoải mái uống hết sữa rồi đi rửa mặt mạc điềm thu xếp cho cô xong xuôi cũng ra ngoài Thẩm tuyền ngáp một hơi, trước khi nằm xuống, cô với lấy điện thoại rảnh ra nhìn một cái. Tin nhắn văn trạch lệ gửi trên quy chát tức khắc đập vào mắt. Anh hối hận rồi. Võn vẹn bốn chữ. Thẩm tuyền kéo chăn đắp lên người. Một lúc lâu lâu sau. Cô trả lời. Thẩm tuyền, vậy anh cứ từ từ mà hối hận đi. Liên quan quái gì tới cô? Bên kia. Văn trạch lệ đọc tin nhắn, tức cười, sau đó lại thấy hốt hoảng cô thật sự không quan tâm ư nghỉ ngơi đối với thẩm tuyền mà nói là chán vô cùng lúc thức giấc theo giờ sinh học nhận ra mình không phải đi làm cô ngồi yên ở mép giường mười mấy giây mới đứng lên đi qua đi lại trong phòng đi tới đi lui rồi sửa soạn xuống lầu vừa tới lầu một đã thấy quản gia ôm một bó hoa hồng đi vào quản gia ôm hoa hồng báo là văn thiếu tặng đằng sau vợ chồng thẩm tiêu toàn mới xuống nghe vậy bèn liếc nhau Thẩm Tuyền nghe quản gia nói, dứt khoát bảo, vứt đi. Vâng. Quản gia gật đầu, không chút do dự ôm ra ngoài. Cô giúp việc bên kia lại nói, bên phía văn thiếu còn tặng nhiều quà lắm ạ à. Mấy thứ đó toàn là đồ ăn, đồ dùng, vứt đi thì không hay. Quản gia có chút chần chờ nhìn Thẩm Tuyền. Thẩm Tuyền ngẫm một chút, căng dặn, để các chú gì đáp lễ lại gấp đôi đi. Quản gia, à, vâng đáp lễ sẽ khiến hành động theo đuổi của văn trạch lệ thành hai gia tộc đang lui tới, đúng là diệu kế. Quản gia xoay người đi, từ bó hồng trong ngực rơi xuống một tấm thiếp. Thẩm tuyền liếc mặt nhìn qua. Nghỉ ngơi thật khỏe nhé, mong gặp em, văn trạch lệ. Ba chữ văn trạch lệ được tự tay ký lên, rồng bay phượng múa, tự như chữ ký trên tờ ly hôn hôm ấy. Thẩm tuyền nhìn vài giây rồi dời mắt, nói với quản gia, đừng để rơi chứ. Quản gia tức tốc nhặt lên chẳng mấy chốc, đồ văn trạch lệ đưa tới được giải quyết sạch bông. Bên kia, sau khi văn trạch lệ biết được, anh ngậm điếu thuốc, trầm ngâm. Ba ngày tiếp theo, mỗi tối văn trạch lệ đều tới cửa nhưng chưa lần nào được vào. Buổi tối thứ ba, thẩm tiêu toàn nhìn con gái, không mở miệng. Thẩm tuyền gấp một miếng thịt bò bỏ vào miệng, sai quản gia, nếu tối nay văn thiếu còn tới thì mời anh ta vào. Quản gia, dạ vâng. Thẩm tiêu toàn, sao lại để cậu ta vào? Thẩm Tuyền nhìn bố, nói, dù sao hôm nay hai người cũng cùng ký hợp đồng. Vì hợp đồng này hai nhà sẽ hợp tác lần nữa, tiếp tục chặn người thì không hay lắm. Thẩm Tiêu Toàn cười một cái, vuốt tóc cô, con nói phải, hợp đồng đã ký, lại thêm quan hệ hợp tác rồi. Mấy ngày nay, hôm nào Văn Trạch Lệ cũng bị chặn ngoài cửa, nhưng ba ngày gặp Thẩm Tiêu Toàn sắc mặt anh vẫn bình tĩnh bàn chuyện công việc, không đề cập tới chuyện bị chặn dù một chữ. Về điểm công tư phân minh này của anh, thẩm tiêu toàn rất bội phục. Tuy ông mở miệng hỏi nhưng thật ra đã có suy nghĩ này, và cả ông muốn xem tối nay văn trạch lệ có tới hay không. Dù thẩm tuyền không nói, ông cũng sẽ lén dặn dò quản gia một tiếng. Thẩm tuyền có thể không gặp, nhưng ông thì gặp chút xíu cũng được. Cơm nước xong, cả nhà ai làm việc nấy, không có vẻ cố ý chờ ai, nên làm gì thì làm cái đó, thẩm tuyền và mẹ ngồi xem tivi trong phòng khách. Mạc Điềm thích xem phim, còn thẩm tuyền không thích lắm, nhưng cô vẫn xem cùng. Hai mẹ con, người thì xem mê mẩn, người thì không cảm xúc, thậm chí còn hơi buồn chán dựa lên sofa, chân dài buông thõng để trên đất. Lá sau, Thẩm Tiêu Toàn và Thẩm Tuyền bàn chuyện công việc hôm nay. Thẩm Tuyền lại ngồi dậy, cầm máy tính bản bấm. Gần 8 giờ tối, giúp việc đi vào báo, xe văn đại thiếu đến rồi. Thẩm Tiêu Toàn ngừng lại, khẽ nhìn con gái. Thẩm Tuyền nhích nhích bàn chân mang dép lê, không ngẩng đầu, tiếp tục xem máy tính bảng tối nay cô mặc quần áo ở nhà đúng mực mà không quá nghiêm túc thẩm tiêu toàn không nhìn nữa ông nói với người làm mời văn đại thiếu vào đi vừa dứt lời ngoài cửa bỗng truyền tới bước chân quản gia dẫn người vào trong nhà máy sự ấm áp văn trạch lệ mặc áo sơ mi đen và quần dài trong tay cầm theo hộp quà và một phần tài liệu anh công môi chào thẩm tiêu toàn và mạc điềm chào bác trai bác gái ạ à thẩm tiêu toàn gật đầu, ngồi đi. Mạc Điềm đứng dậy, không thèm nhìn anh mà đi luôn. Thái độ của bà rất rõ ràng. Văn Trạch lệ nghiêng người để Mạc Điềm đi qua. Anh khẽ cúi đầu, có chút cung kính, trái lại những người ở đây đều cảm thấy khó xử thay anh. Mạc Điềm đi rồi, Văn Trạch lệ dùng đầu lưỡi ấn lên hàm răng, hai mắt nhìn thẩm tuyền. Chỉ nhìn một cái đã đắm đuối không rời. Cô mặc bộ quần áo ở nhà nhạc màu, chống cầm xem máy tính bảng tự như cảm nhận được ánh mắt anh, thẩm tuyền ngước mặt, hờ hững nói, văn tổng, ngồi đi. Văn trạch lệ mỉm cười, cảm ơn. Nói đoạn, anh ngồi lên ghế sofa đơn cách thẩm tuyền không gần không xa, từ vị trí này lại còn có thể thấy tất cả dáng điệu của thẩm tuyền. Thẩm tiêu toàn pha trà, liếc văn trạch lệ một cái, bên ngoài lạnh lắm nhỉ. Cũng bình thường à. Văn trạch lệ đưa tài liệu cho thẩm tiêu toàn. Thẩm tiêu toàn nhận lấy, xem sơ qua rồi thuận tay đưa cho Thẩm Tuyền. Thẩm Tuyền bỏ máy tính bản xuống, cầm lấy lật xem. Hợp đồng này do Thẩm Tiêu Toàn và Văn Trạch Lệ soạn ra, Thẩm Tuyền làm giám đốc nhiều năm như thế, xem qua là hiểu ngay, nhưng dù vậy cô vẫn xem thật cẩn thận. Tối nay tóc cô cũng xỏa tự nhiên trên vai. Làn da trắng mút, dưới ánh đèn phản chiếu như ngọc ngà. Đến dép lê cũng không mang ngay ngắn, chỉ xỏ vào chút chân, còn gót nhỏ lộ ra ngoài bởi vì mắt cá chân bôi thuốc mỡ liên tục mấy ngày, này thuốc mỡ bị chùi đi, trông từ xa, lỗn đốn đèn bè bé kia như hình xăm vậy. Mắt văn trạch lệ cứ nhìn chầm chầm vào đó, mới biết hóa ra là thuốc mỡ. Anh hỏi, chân đỡ hơn chưa? Thẩm tuyền không ngẩng đầu, lạnh nhạt trả lời, đỡ hơn chút. Văn trạch lệ nhướng mày, hỏi tiếp, em xăm mắt cá chân à? Thẩm tuyền ngớ ra một chút, cô nhìn văn trạch lệ một cái rồi mới hiểu ý của anh, vội vàng rụt chân giấu đi có lẽ là vì ở nhà nên cô thoải mái hơn đến rụt chân cũng có vẻ trẻ con văn trạch lệ chống cầm cười khẽ lúc ngước mặt lên thì đụng trúng ánh mắt xét nét của thẩm tiêu toàn thanh âm lạnh lùng văn trạch lệ ho nhẹ ngồi thẳng người thẩm tiêu toàn nheo mắt thầm cười mỉa văn trạch lệ không hổ là đại thiếu gia nhà họ văn thủ đô đừng nói là một lam thấm bám anh không tha chỉ riêng các thiên kim thế gia khác thôi cũng có không ít người nhòm ngó anh bên đây thẩm tuyền vừa ly hôn với anh bên kia đã nhảy ra lam thấm và hằng hà sa số các thiên kim tới cửa đòi kết thông gia với nhà họ văn rồi thế mà bây giờ dám treo gẹo con gái ông dưới mí mắt ông thế trong khi con bé còn là vợ cũ thẩm tiêu toàn gọi giúp việc chân bé tuyền lạnh lấy cho con bé cái chăn lông đi giúp việc lập tức vâng dạ rồi vào trong lấy chốc lát sau thì cầm ra thẩm tuyền không nhận lấy mà tiếp tục xem hợp đồng tùy ý để giúp việc đắp chăn lông cho cô Văn Trạch Lệ thấy vậy cũng không thèm giấu nữa, nếu đã đắp chăn thì thuận theo ngắm thẩm tuyền luôn, mắt nhìn lộ liễu nhưng không quá càng rỡ mà có chút khí thế. Thiêu tiêu toàn khịt mũi. Ông bèn kiếm chuyện nói với Văn Trạch Lệ, mỗi câu anh đều trả lời rành mạch, phòng khách lại trở về không khí khách đến chơi nhà. Trong lúc thẩm tuyền xem hợp đồng, cô cầm cây bút xóa xóa gạch gạch rồi đưa cho bố. Thẩm tiêu toàn nhận lấy xem qua, gật gật đầu, sau đó để sang bên cạnh. Văn Trạch Lệ cũng lật xem, tay bất cẩn quẹt trúng mực nước trên bàn. anh ngừng lại, thẩm tiêu toàn tức thì nói, văn đại thiếu, hay cậu đi rửa tay xíu đi. văn trạch lệ nhướng mày, vâng. anh đặt hợp đồng xuống, đứng dậy đến toa lét bên phòng khách nhỏ. nhà họ thẩm rất rộng, ngay cả phòng khách cũng chia lớn nhỏ, nhà ăn cũng chia thành đồ trung quốc và cơm tây. rửa tay xong, anh vừa định bước xuống bậc thang thì nghe tiếng hai bảo mẫu nói chuyện. ông chủ đối xử với văn thiếu và nhiếp thiếu khác nhau ghê lại chẳng tối hôm trước ông chủ để nhiếp thiếu và cô chủ ở riêng trong phòng khách trò chuyện nhíp thiếu còn để ý vết thương của cô chủ mấy lần cơ Văn Trạch lệ chương 27 edit bún thịt nướng trong phòng khách thẩm tiêu toàn nhìn con gái đang ngáp liền hỏi có muốn đi ngủ trước không thẩm tuyền chống tay lên trán nói không cần đâu ạ à, con phải xem hợp đồng sữa xong đã thẩm tiêu toàn dặn gì giúp việc lấy cho thẩm tuyền ly sữa bò Thẩm Tuyền mới vừa nhận lấy ly sữa thì Văn Trạch Lệ vừa lau khăn giấy vừa đi tới, Thẩm Tiêu Toàn cười nói, "Văn thiếu uống cà phê hay trà?" Văn Trạch Lệ ngồi xuống ghế sofa, liếc ly sữa bò của Thẩm Tuyền một cái, anh cười cười, "Cà phê à." "Cà phê lạnh sẽ càng đắng, con thích." Văn Trạch Lệ nói câu này, hai nữ giúp việc ở phía sau rung rung, ba nãy anh trực tiếp đi xuống cầu thang, nhét tay vào trong túi áo rồi chậm rãi hỏi bọn họ, "Đêm đó Thẩm Tuyền và Nhiếp Thư còn nói những chuyện gì, tôi muốn biết." Sắc mặt hai nữ giúp việc cứng đờ, cuối cùng nói lại toàn bộ những gì mà bọn họ có thể nhớ trong cuộc hội thoại cho Văn Trạch Lệ. Khí thế của người đàn ông này quả thật rất mạnh, thật sự có chút đáng sợ. Thẩm tiêu toàn nhẹ nhàng bân cua nhìn hai nữ giúp việc phía sau một cái, cười cười nói, Văn Thiếu cũng thích cà phê đắng à. Ông vẫy tay bảo gì giúp việc đi pha? Văn Trạch Lệ đáp, phải à. Anh lại cầm hợp đồng lên lật xem, đôi lúc lại nhìn thẩm tuyên. Thẩm Tuyền uống hết sữa xong thì cầm lấy khăn giấy lau khóe môi, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt táo tợn kia của Văn Trạch Lệ. Văn Trạch Lệ xem xong hợp đồng, để xuống rồi nói với Thẩm Tuyền, "Theo ý của em vậy?" Thẩm Tuyền nhìn về phía anh, gật gật đầu, "Được." Thẩm Tiêu Toàn ở đối diện không lên tiếng, ông nhấp từng ngụm trà một, cứ nhìn hai người hết lần này tới lần khác. Trước kia không để ý, bây giờ mới phát hiện, lúc bọn họ đang thảo luận công việc cũng khá hài hòa, có lẽ bởi vì họ đều là người thông minh trong lòng thẩm tiêu toàn cười lạnh ông nói bé tuyền con có thể đi nghỉ rồi ông chỉ vào đồng hồ treo tường thẩm tuyền ồ một tiếng mấy ngày nay ở nhà lười quen rồi nhanh buồn ngủ cô bỏ chăn bông xuống đi dép lê vào rồi đi về phía thang máy văn trạch lệ nghe thấy vậy bèn ngước mắt lên nhìn thẩm tiêu toàn trước rồi lại nhìn thẩm tuyền thẩm tuyền trực tiếp đi ngang qua anh ánh mắt văn trạch lệ đổ về phía chỗ mắt cá chân cô sau khi cửa thang máy đóng lại Văn Trạch Lệ nghi người tựa vào sofa nói chuyện với Thẩm Tiêu Toàn, Thẩm Đổng, ở nhà Thẩm Tuyền đều ngủ sớm như vậy sao? Thẩm Tiêu Toàn gọi người thêm cà phê cho anh, nói, đúng vậy, đều ngủ sớm như vậy cả. Văn Trạch Lệ gật gật đầu, không cất tiếng. Sau khi Thẩm Tuyền lên lầu, anh cũng không cần phải ở lại thêm nữa, hợp đồng cũng đã lên xong nên Văn Trạch Lệ cầm hợp đồng rồi đứng dậy cáo từ. Thẩm Tiêu Toàn cũng đứng lên, nói, tôi tiễn cậu. Văn Trạch Lệ không cần đâu thẩm đổng cần đấy thẩm tiêu toàn và quản gia tiễn văn trạch lệ ra ngoài trước khi đi văn trạch lệ lại liếc nhìn cầu thang một cái thẩm tuyền không có ở đó ánh mắt anh sâu hơn một chút thời tiết bên ngoài rất lạnh nhất là vào tầm giờ này thẩm tiêu toàn và quản gia đưa mắt nhìn theo văn trạch lệ để hợp đồng vào ghế phó lái rồi khởi động xe rất nhanh chiếc ren rover màu đen rời khỏi thẩm tiêu toàn nói với quản gia đóng cửa đi. Cửa sắt cứ thế đóng lại, xe của Văn Trạch lệ lái chưa được bao xa, vài giây sau chiếc xe bỗng dừng lại ở ven đường. Anh cúi đầu cho một điếu thuốc nhưng không hút mà để ở ngoài cửa sổ xe, điếu thuốc cứ cháy từng chút một, vẻ mặt lạnh lùng. Cả một buổi tối nhà họ thẩm đối xử với anh như thế nào anh vô cùng rõ ràng, so với những sự đối xử với nhiếp thừa vào đêm đó mà anh nghe được từ người giúp việc, khiến Văn Trạch Lệ chửi thề một tiếng. Anh dựa đầu về sau, cảm giác vừa mệt mỏi lại vừa hối hận anh lấy điện thoại ra soạn tin nhắn. Văn Trạch Lệ, Thẩm Tuyền, anh hối hận rồi. Hy vọng em có thể cho anh một cơ hội. Thẩm Tuyền vốn cảm thấy buồn ngủ, nhưng sau khi lên lầu lại không ngủ được, cô tựa vào đầu giường lật xem, những trang sách còn chưa xem xong. Vài giây sau cô vén chăn lên, kéo cao ống quần lên để nhìn mắt cá chân của mình, về thuốc mỡ rất nhỏ rất đen kia. Cô chớp mắt, trầm ngâm một lát, hơi giống hình xăm cô buông ống quần và chăn xuống rồi tiếp tục xem sách ngay sau đó điện thoại ở trên đầu giường vang lên tiếng tinh tinh cô cầm lên nhìn một cái thấy một tin nhắn trên wechat do văn trạch lệ gửi đến lần này cô không trả lời lại xem xong rồi để điện thoại xuống bên kia văn trạch lệ đợi cả đêm cũng chẳng đợi được tin nhắn của thẩm tuyền một tuần trôi qua nhanh chóng và cũng là thời điểm mà tất cả công ty tiến vào giai đoạn kết thúc cuối năm ashikaga vẫn chưa được bán tách hết trong tay vẫn còn một phần thiết bị điện tử và bất động sản. Bên phía Thừa Thắng đã lập hồ sơ, đang chuẩn bị lên sàn chứng khoán. Ngày đầu tiên đi làm lại sau khoảng thời gian nghỉ phép, Thẩm Tuyển đã đến Thừa Thắng tham gia cuộc họp. Công ty lên sàn chứng khoán là công ty phát hành chứng khoán được Sở Giao dịch Chứng khoán cho phép niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán khi đáp ứng các điều kiện về vốn, hoạt động kinh doanh và khả năng tài chính cũng như các quy định khác của Sở Giao dịch Chứng khoán. Thường tuyết lái xe tới đón. Hai người đến Thừa thắng thì tình cờ gặp Văn Trạch Lệ. Anh dẫn theo một người trợ lý. Lại là một buổi sớm, anh mặc một bộ màu đen từ áo sơ mi đến quần dài, cà vạt cũng chưa thắt, nhìn thấy Thẩm Tuyền liền cúi người ôm bó hoa hồng từ trong xe đi ra, thuận tay đưa cho Thẩm Tuyền. Thường Tuyết ở bên cạnh mắt chữ A mồm chữ O. Thẩm Tuyền mặc áo khoác dài, cô liếc qua một cái, không nhận. Văn Trạch Lệ cười khẽ, không thích hoa hồng sao? vậy chúng ta chuyển qua loại khác nhé. Thẩm tuyền thẳng thắn đi lên bậc thêm. Văn trạch lệ hơi sững người, một tay ôm lấy hoa hồng đuổi theo. Thường tuyết và trợ lý nhìn nhau, cũng đuổi theo. Lúc này là giờ cao điểm đi làm, trong đại sảnh người qua người lại. Đóa hoa hồng trong tay văn trạch lệ vô cùng bắt mắt, rất nhiều người đều nhìn anh chằm chăm. Cho nên đám người bọn họ đành đi thang máy giám đốc, yên lặng. Lúc cửa thang máy mở ra, thẩm tuyền dẫn đầu bước vào, văn trạch lệ ở phía sau còn thường tuyết và trợ lý thì lén lút đứng ở một bên giảm bớt cảm giác tồn tại xuống hoa hồng có mùi thơm văn trạch lệ đặt ở một nhãn hàng nào đó không chỉ hoa được chăm sóc rất tốt mà ngay cả mùi hoa hồng cũng là độc nhất vô nhị là mùi hương nước hoa của một nhãn hàng nào đó hòa lẫn với mùi hoa hồng thẩm tuyền khoanh tay văn trạch lệ mỉm cười ngày mai đổi cái khác nhé mùi đó thực sự rất thơm thẩm tuyền nghiêng đầu liếc anh một cái hỏi sao phải thế văn trạch lệ nhướng mày một lúc lâu sau mới hiểu được ý của cô cũng đã ly hôn rồi lại theo đuổi lại sao phải thế anh nắm chặt bó hoa nói anh sai rồi thẩm tuyền anh không sai nói xong cũng đúng lúc thang máy mở cửa thẩm tuyền đi ra ngoài thường tuyết và trợ lý đồng loạt nhìn văn trạch lệ một cái cái nhìn đó chứa sự cảm thông văn trạch lệ đứng sững ở đó chừng mấy giây sau đó anh kéo kéo cổ áo rồi đi ra ngoài nhân viên ở thừa thắng nhìn thấy hoa hồng trong tay văn trạch lệ thì đờ người ra văn trạch lệ đưa cho trợ lý bảo anh ta mang đến văn phòng thẩm tuyền cả đám người mắc chữ a miệng chữ o trời ơi đây là tình huống gì vậy thẩm tuyền nhìn thấy hoa hồng được mang đến cũng không cất tiếng bởi vì không có thời gian để cho cô suy nghĩ phải xử lý bó hoa hồng này như thế nào thì cuộc họp đã bắt đầu lên sàn chứng khoán là chuyện lớn nên nhất định phải chuẩn bị thật tốt. Bây giờ tiểu tả đang là giám đốc, trách nhiệm nặng nề, đã hứa hẹn rằng nhất định sẽ làm tốt chuyện này trước sự chứng kiến của rất nhiều cổ đông. Cách đây vài năm, có một công ty cho vay thế chấp cũng chuẩn bị lên sàn chứng khoán nhưng lại gặp phải chính sách thắt chặt, chưa được bao lâu thì bị hẹn đi đàm phán, sau đó lại phải vất vả trầy trật mới được lên sàn chứng khoán. Cho nên thừa thắng phải vô cùng cẩn thận. Cuộc họp diễn ra trọn vẹn hơn 2 tiếng. Sắp đến lúc kết thúc, mặt tiểu tả mới nhẹ nhõm được chút, nói, đến cuối năm rồi, công ty chuẩn bị team building để cho thoải mái chút, các vị cấp trên cũng tham gia chứ. Bầu không khí thoáng chốc thoải mái hơn hẳn. Các vị cổ đông mỗi người một công, bàn đi đâu các thứ. Thẩm tuyền nghịch nghịch bút máy, ngồi vắt chéo chân. Văn Trạch lệ liếc nhìn cô một cái rồi nói với trợ lý bên cạnh, mang ly sữa nóng tới đây. Trợ lý trả lời một tiếng rồi đi ra ngoài, sau đó lại đi vào đưa ly sữa cho Văn Trạch Lệ, Văn Trạch Lệ nhận lấy rồi đẩy đến trước mặt Thẩm Tuyền. Tất cả cổ đông đang nói chuyện phím như bị bấm nút tạm dừng, đồng loạt nhìn về phía bọn họ. Thẩm Tuyền nhìn chầm chầm ly sữa nóng kia, cô nhìn Văn Trạch Lệ, người đàn ông nghiêng người tựa lên tay vịn, nhướng mày, uống chút đi. Thẩm Tuyền có hơi khác. Cũng có thể là gần đây cô ở nhà uống hơi nhiều sữa bò, nên hơi phụ thuộc vào sữa mất rồi. Cô nói với Thường Tuyết, cho văn tổng một ly cà phê lạnh. Thường tuyết ngơ ra một giây, lạnh hả? Thẩm tuyền cầm cốc sữa lên uống, trả lời, anh ấy thích đắng. Vẻ mặt văn trạch lệ tức khắc xù xuống. Hay lắm. Cô biết tất cả những chuyện bố cô làm, nhưng vẫn ngầm đồng ý. Thường tuyết lập tức mang ly cà phê lạnh vào cho anh, đặt trước mặt văn trạch lệ. Văn trạch lệ nhìn chầm chầm ly cà phê kia, bất giác nghĩ đến bóng xe của nhiếp thừa cứ thế đi vào trong trước mắt anh tối đó. Thẩm tuyền nghiêng đầu, văn tổng không thích cả. Văn trạch lệ cười gằn, thích. Anh bưng ly lên, một hơi uống hết. Đắng đến mức khiến anh bực bội. Các cổ đông có mặt ở đó nhìn đôi vợ chồng người hứng kẻ tung này, cũng không hiểu được giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ riêng chuyện văn trạch lệ tặng hoa thôi, trong mắt mọi người đã là bất lực vô cùng. Văn thiếu đang hối hận rồi sao? má nó, nhưng trên thế giới này lại không có thuốc hối hận. Đáng thương quá. Cuộc họp kết thúc, mọi người giải tán. Thẩm tuyền còn phải đi tới thẩm thị, bèn gọi chung sở qua nói chuyện. Mành kéo vừa được kéo lên, văn trạch lệ dựa vào bàn nhìn chăm chăm, không thèm chớp mắt một cái, trong ánh mắt đều là sự ghen tuông. Tiểu tả đứng bên cạnh anh, vài giây sau mới nói, tôi biết rồi nha, anh đang ghen. Văn trạch lệ hư lạnh, không trả lời chỉ chốc lá sau cửa văn phòng của thẩm tuyền mở ra chung sở đi ra thẩm tuyền dẫn theo thường tuyết cũng đi ra tiếp theo thường tuyết ném thẳng bó hoa hồng kia vào thùng rác nơi công cộng tiểu tả giật mình nhìn về phía văn trạch lệ ánh mắt văn trạch lệ rất sâu không nói một câu cửa thang máy mở ra thẩm tuyền và thường tuyết đi vào thang máy cửa thang máy chậm rãi đóng lại người đàn ông ở ngoài cửa nhau mắt nhìn cô thẩm tuyền cũng hơi hơi nhau mắt lại ánh mắt hai bên mang theo tia lửa và sự không phục. Sau khi cửa đóng lại, Thẩm Tuyền vẫn duy trì dáng vẻ kia, cô chỉnh chỉnh lại cổ tay áo. Thường Tuyết lại hỏi cô, "Thẩm tổng, không phải cậu thích mùi hương của bó hoa hồng kia sao?" Thẩm Tuyền liếc cô nàng một cái. "Ừ. Vậy sao không giữ lại? Tự mình mua được." Thường Tuyết, "À, được. Lần team building này chủ yếu là leo núi, không đi xa, chỉ ở ngay thành phố bên cạnh." thường tuyết tỏ ý muốn đi thẩm tuyền suy nghĩ xong cũng quyết định đi thư giãn một chút thẩm thị quá lớn thông thường sẽ sắp xếp tim bu vào mùa xuân hơn nữa vào cuối năm thẩm thị có rất nhiều việc phải làm nên không có thời gian để đi chơi xác nhận thời gian và địa điểm với thừa tháng xong sáng sớm hôm ấy thường tuyết lái xe đi đón thẩm tuyền hai người xuất phát đến chỗ tim building mới vừa lên xe thì văn trạch lại gọi điện thoại đến thẩm tuyền hơi bất ngờ nhận máy alo có thể là mới sáng ngày ra nên giọng cô có chút lười biếng văn trạch lệ ở đầu bên kia nghe thấy thì bật cười khi nào thì xuất phát thẩm tuyền chuẩn bị đi chung không văn trạch lệ hỏi lại thẩm tuyền không cần bọn tôi biết chỗ rồi văn trạch lệ biết chắc em sẽ từ chối mà thẩm tuyền vậy anh còn hỏi làm gì văn trạch lệ đụng tường nam thẩm tuyền ha câu thành ngữ đầy đủ là chưa đụng tường nam chưa quay đầu ý chỉ sự cố chấp chưa đến mức bế tắc thì không chịu hồi tâm chuyển ý hai người mỗi người một câu xe đã bắt đầu chạy lên cao tốc văn trạch lại thấy không thể nào cùng đi chung được cũng không miễn cưỡng nữa mà nói với cô em chú ý an toàn thẩm tuyền hơi sững ra theo phản xạ mà trả lời biết rồi sau đó cô cúp máy một tiếng sau mới tới nơi tổ chức team building thẩm tuyền vừa xuống xe nhìn bức tường cao cao kia, trong lòng cũng có chút chờ mong. Lúc ở anh cô từng chơi khá nhiều những trò chơi như này, như đạp xe leo núi, lướt ván và lặn. Sau khi đi vào, thường tuyết đi hóng hớt, phát hiện có không ít cổ đông đến đây, còn dẫn người nhà theo, bên phía nhân viên cơ bản cũng đến đông đủ, chỉ có mỗi văn trạch lệ vẫn còn chưa đến. Tất cả hạng mục ở đây đều đã mở, sau khi vào thì mọi người thích chơi gì thì chơi nấy là được. Thẩm tuyền và thường tuyết đi thay quần áo, sau đó đi vào phòng leo núi bên trong, nơi không có ai vào. Thường tuyết chưa từng chơi trò này nên rất hồi hộp, cô ấy nói, thẩm tổng, cậu chơi trước đi. Thẩm tuyền nhìn cô nàng một cái, cười nhạt rồi thắt đai an toàn vào, sau đó dưới sự giám sát của huấn luyện viên, cầm lấy dây thừng rồi hai ba bước leo lên. Thường tuyết và một số nhân viên có mặt ở dưới cổ vũ thẩm tuyền. Thẩm tổng cố lên. Thẩm tổng đỉnh quá. Thẩm tổng đẹp quá mặc bộ quần áo bó sát người, dáng người thẩm tuyền lộ ra, tóc được buộc lên có hơi rối nhưng vẫn rất xinh đẹp. Thẩm tuyền leo tới chỗ cao nhất, lực trên cánh tay đã không còn đủ, cô thở ra một hơi. Phía dưới truyền đến tiếng hô, cô nghiêng đầu nhìn qua thì thấy một người đàn ông cao lớn đang leo lên. Trong miệng văn trạch lệ ngậm một viên kẹo bạc hà, ngậm qua ngậm lại, anh nhướng mày, hửm. Bé tuyền leo nhanh vậy. Một tiếng bé tuyền này như mang theo lưỡi câu thẩm tuyển lạnh nhạt liếc anh một cái rồi lại leo xuống dưới. Một tay văn trạch lệ nắm lấy dây thừng, dây tiếp theo, thoáng cái đã đến bên cạnh cô. Thẩm tuyền không quan tâm anh, nhưng lúc này tiếng hô ở phía dưới lại to hơn nữa. Thẩm tuyền cúi đầu nhìn, lần đầu tiên ngơ ra đấy. Mặt đất vốn dĩ bằng phẳng bỗng nhiên đảo lộn, ngay sau đó, bông hồng thủy tinh màu đỏ nằm trên mặt đất phát sáng lấp lánh, thậm chí còn có hơi chói mắt. Xinh đẹp mà chói mắt. Thẩm Tuyền bị thủy tinh bóng loáng chiếu vào, mắt cô bỗng nhiên có hơi đau đau. Cô ngẩng đầu nhìn về phía Văn Trạch Lệ. Văn Trạch Lệ bỗng nhiên lật người lại, chân dài dẫm lên khe vách ôm chầm cô vào trong lòng, hai người dán sát vào nhau, tiếng hô ở phía dưới cứ thế vang lên. Một tay Văn Trạch Lệ ôm eo cô, khẽ nói, anh đang theo đuổi em, em biết không? Mắt Thẩm Tuyền sót đến mức chảy ra một ít nước mắt, trong mắt cô chứa đầy nước. Cho nên, Văn Trạch Lệ hoa hồng thủy tinh tự như em. Vừa chói vừa đẹp. Thẩm tuyền, vậy tôi tiễn anh xuống dưới bầu bạn với chúng nó. mươi 28 Edith, Khanh Lam Nếu những bông hoa hồng này thật sự được làm bằng thủy tinh, thì ngã xuống dưới quả thật chỉ có một con đường chết. Văn Trạch lệ mặt không đổi sắc, ngửi mùi hương trên người cô, nói, em tiễn anh đi. Trên khuôn mặt anh tràn ngập sự kiêu ngạo. Thẩm tuyền lạnh lùng nhìn anh hai người dựa sát gần nhau, da kề da, hơi thở hòa vào nhau, thẩm tuyền vương tay đẩy vai anh. Văn trạch lệ nhướng mày, tay buông lỏng, nhìn cô mỉm cười. Dây tiếp theo, thẩm tuyền dùng sức đẩy thật mạnh. Văn trạch lệ nắm lấy sợi dây thừng, xoay người rồi dùng tay kia ôm eo của cô, sau đó chuyển mình, hai người lại một lần nữa lại dính vào nhau. Thẩm tuyền nhìn người đàn ông này, không nói gì. Phía bên dưới, hoa hồng thủy tinh cũng từ từ thu lại, giống như phù dung sớm nở tối tàn mặt đất trở lại vẻ tĩnh lặng văn trạch lệ ôm eo cô nới lỏng tay rồi bước xuống trực tiếp bước xuống mặt đất anh thấp giọng nói anh thật lòng muốn theo đuổi em anh thích em thẩm tuyền thẩm tuyền đẩy anh ra bắt đầu cởi bỏ trang bị an toàn trên người thường tuyết chạy nhanh đến giúp đỡ cô sau khi cởi xong thẩm tuyền không thèm nhìn văn trạch lệ một cái quay người rời đi rất nhiều người hô lên rằng những bông hoa hồng kia thật sự đẹp quá đi, không chỉ hoa hồng đẹp, thời khắc văn trạch lệ ôm thẩm tuyền, đưa cô xuống dưới cũng rất đẹp. Thẩm tuyền không hề dùng sức mà bị anh ôm xuống phía dưới. Rất vững, một chân là đã chạm đất. Thường Thuyết nhìn sắc mặt của Thẩm Tuyền. Thẩm Tuyền đi vài bước, sau đó liếc mắt về sau một cái. Hoa hồng trên đất đã bay tứ tung, cũng không biết là giấu ở chỗ nào. Thường Tuyết không nhịn được, nhỏ giọng nói: hoa hồng thật sự rất đẹp không biết mảnh đất phía dưới văn thiếu đã làm như thế nào thẩm tuyền thu lại ánh mắt không nhìn nữa trực tiếp rời đi thường tuyết đuổi theo hỏi tiếp theo cậu định chơi cái gì thẩm tuyền nói xe đạp leo núi được luôn thường tuyết vẫn đi cùng cô suốt đoạn đường đi tới chỗ xe đạp leo núi nhân viên đi ngang qua đều nhìn thẩm tuyền cảnh vừa rồi đã có người chụp được gửi vào group cha công ty kiểu theo đuổi này thật là kích thích thẩm tuyền buộc tóc lên nhân tiện thay luôn quần áo đi giày lên xe đạp địa hình văn trạch lệ ở bên kia cũng ngồi trên một chiếc xe đạp leo núi màu đen bàn chân đạp trên mặt đất chờ cô thẩm tuyền nhìn anh một cái nhanh chóng đạp đi chiếc xe màu đen của văn trạch lệ cũng theo sát tốc độ của thường tuyết rất chậm không thể đuổi kịp nhìn thấy hai người họ quẹo vào rừng cây trong rừng toàn là cây với lá thẩm tuyền không chớp mắt đi qua rất nhiều cây thấy nhánh cây nào là cô lại điều khiển xe nhảy qua văn trạch lệ ngang ngược hơn cô nhiều nhưng mà khi nhìn thấy cảnh cô nhảy lên như vậy thì vẫn giật mình thẩm tuyền em chậm một chút nói xong anh đi tới sát tới sóng vai với cô thẩm tuyền lạnh lùng liếc anh một cái văn trạch lệ cong môi bé tuyền thẩm tuyền không quan tâm tiếp tục đạp cái cảm giác khoan khoái khi gió thổi lên mặt và lao xuống sườn núi khiến cô hơi hít mắt đôi chân của người đàn ông bên cạnh vừa dài vừa thẳng, anh không nhanh không chậm đi theo cô. Vừa nhìn là thấy anh đang phối hợp với tốc độ của cô. Thẩm tuyền bình thản nhìn bánh xe của anh, tiện tay với một cành cây, sau đó cúi người chọc vào bánh xe của anh. Văn trạch lệ ngơ ra. Cơ mơ nờ. Anh đột ngột phanh lại, thân thể suýt chút nữa đã theo quán tính rơi xuống. Chân anh đạp lên bánh xe, nhìn chầm chầm bóng dáng đã quẹo xa, anh chật một tiếng một phát giật cái cành cây gãy kia xuống thẩm tuyền đi vụt xuống chân núi cô điều chỉnh tốc độ chậm lại đón gió ở đây có một dòng suối nhỏ nước suối chảy chậm rãi thẩm tuyền đi dọc theo khe nước lại lần nữa đạp vào rừng cây chỗ này có biển chỉ đường đường có thể đi đều có đánh dấu cũng có nhân viên lái xe mô tô đi hóng gió ở chỗ này đằng sau truyền đến tiếng nhánh cây bị gió cắt ngang thẩm tuyền không quay đầu lại cô quẹo vào bên trong rừng cây chiếc xe phía sau càng lúc càng nhanh sắp đến bên cạnh cô rồi thẩm tuyền nắm chặt hai tay vịn thân xe bị chân dài của người đàn ông đạp một cái thẩm tuyền nghiêng đầu liếc anh một cái văn trạch lệ nhếch môi cười xấu xa anh buông lỏng xe của mình ra mượn lực mà tiến về phía cô thẩm tuyền đen mặt văn trạch lệ vừa dứt lời cô đã bị người đàn ông ôm lấy trực tiếp rơi từ trên xe xuống giày tiếp theo đã bị giữ chặt lấy văn trạch lệ mặc quần áo thể thao anh không cho cô thời gian phản ứng trực tiếp lấp kín môi của cô sự ấm áp ngập tràn thẩm tuyền theo bản năng trận mắt đối mặt với ánh mắt mang tính xâm chiếm của anh cô hung ác cắn một cái đáng tiếc văn trạch lệ đã có kinh nghiệm một lần đầu lưỡi của anh né ra lại còn mau chóng chặn đầu lưỡi của cô lại khắp nơi đều là tiếng gió và tiếng ầm ầm của xe đạp leo núi ầm ầm đến mức mặt đất như đang lay động thẩm tuyền nâng gối bị anh đè lại Văn Trạch Lệ Nhân lúc kẻ hở, nhỏ giọng nói, đừng giãy dụa. Không có tác dụng. Sau đó lại hôn cô. Đôi mắt lạnh lùng của Thẩm Tuyền từ từ lộ ra một chút dục vọng. Thẩm Tổng. Đùn đùn một tiếng. Thường Tuyết đứng ở kia nhìn thấy hai người đang hôn môi thì ngã thẳng xuống đất, ánh mắt không dám tin. Thẩm Tuyền Nhân lúc Văn Trạch Lệ thả lỏng, nắm ngược lấy cánh tay của anh, áp vào thân cây. Môi mỏng của Văn Trạch Lệ cong lên, Nhiên đầu nhìn cô, hửm. Thẩm tuyền lạnh lùng nhìn anh. Đi chết đi. Cô đá một phát. Văn trạch lệ nở nụ cười nhận lấy. Thẩm tuyền buông anh ra. Chỉnh lại cổ áo, cô quay người đi tới chỗ thường tuyết, đỡ cô ấy lên. Thường tuyết ngã không nhẹ, cô ấy vì đuổi theo thẩm tuyền nên tốc độ rất nhanh, kết quả là bị ngã như vậy. Bị thương chỗ nào? Thẩm tuyền hỏi. Thường tuyết giơ cánh tay lên cho cô nhìn trên đó đều là máu, chỗ này. Thẩm Tuyền đi về bôi thuốc. Nói xong liền đỡ cô ấy đứng dậy, đi đến lối ra. Thường Tuyết nhìn trộm môi cô một chút, môi của Thẩm Tuyền bị văn trạch lệ hôn đến đỏ lên, ước ác quyến rũ. Sau đó Thường Tuyết nhìn lại phía sau, văn trạch lệ đang xoa khóe môi, dựa vào thân cây. Xương đùi của anh cũng khá đau, Thẩm Tuyền dùng không ít sức để đá. Anh khẽ cười nhẹ một tiếng. Tay Thường Tuyết nhìn có vẻ nhiều máu nhưng chủ yếu là bị cò sát có ba chỗ trầy da chỉ cần xử lý cẩn thận và dán băng cầm máu là được thẩm tuyền lấy điện thoại ra xem một hạng mục của thẩm thì đột nhiên có chuyện ngoài ý muốn thường tuyết cũng nhận được tin cô ấy nhìn thẩm tuyền thẩm tuyền đỡ cô ấy nói đi về thành phố may mắn là nơi tổ chức team building không xa đi một giờ là tới hai người không định ở qua đêm mà trở về thành phố ngay trong buổi tối đi ra khỏi phòng chẩn đoán tạm thời. Văn Trạch Lệ và Tiểu Tả ngồi ở trên ghế hút thuốc, nhìn thấy các cô ra ngoài, Văn Trạch Lệ dập thuốc đứng dậy nói, đợi chút lên lầu hai ăn cơm tối. Thẩm Tuyền, không rảnh. Thường Tuyết đi theo nói thêm một câu, Thẩm Thị xảy ra chút chuyện. Văn Trạch Lệ hơi sững lại. Một giây sau, anh nói, anh đưa hai người về. Nói xong thì duỗi tay về phía Tiểu Tả lấy chìa khóa xe. Thường Tuyết nhìn Thẩm tuyên thẩm tuyền mím môi nhưng không từ chối cô cần xử lý văn kiện ở trên xe tay thường tuyết lại bị thương lái xe cũng không yên tâm sau khi lên xe thẩm tuyền lấy máy tính bản ra mở video liên hệ người phụ trách của công ty văn trạch lệ hút thuốc lá nhìn cô một cái qua gương thường tuyết vừa lên xe cũng gọi điện thoại liên hệ cho những người liên quan đến vấn đề này xe đi trên cao tốc văn trạch lệ nhấn ga nhanh hơn về thành phố sớm hơn dự định mười phút đến dưới tầng của tập đoàn thẩm thị sau khi thẩm tuyền xuống xe cô quay đầu nói với văn trạch lệ cảm ơn văn trạch lệ dựa vào cửa xe cong môi nói không có gì anh còn nói thêm một câu tối mai có thể hẹn em ăn cơm không thẩm tuyền nhìn đồng hồ thản nhiên nói được văn trạch lệ nhướng mày không ngờ cô là đồng ý thẩm tuyền quay người dẫn thường tuyết lên tầng Thẩm Tuyền xử lý chuyện này rất kịp thời, buổi chiều ngày hôm sau Văn Trạch Lệ nghe nói đã xử lý ổn thỏa, anh nghịch bút máy, cầm điện thoại, đang định gửi cho Thẩm Tuyền địa chỉ nhà hàng. Ai ngờ được, Thẩm Tuyền đã gửi cho anh một cái địa chỉ, nhà hàng này không giống nơi mà Thẩm Tuyền sẽ đi, nhưng Văn Trạch Lệ vẫn vui vẻ chấp nhận. Văn Trạch Lệ, được. 6 giờ rưỡi, thành phố đã tối, Văn Trạch Lệ bấm vào địa chỉ kia, quay xe lái về phía nhà hàng đó, nhà hàng kia cách trường cấp 3 bọn họ học không xa là một quán ăn Nhật có các phòng ăn riêng. Văn Trạch Lệ mặc áo sơ mi cùng quần dài, ôm một bó hoa hồng trong lòng, đẩy cửa ra. Hương hoa anh đào thoang thoảng ngập tràn. Mà trên ghế ngồi, hai cô gái ngồi ở bàn ăn bên cạnh, làm thấm ngồi ở trong, bộ dáng có chút lo lắng. Thẩm Tuyền mặc một bộ âu phục, cô chống cằm, nhìn Văn Trạch Lệ, khuôn mặt xuất hiện một tia quyến rũ khó thấy. Văn Trạch Lệ hơi sững người, mắt nhìn về phía Thẩm Tuyền, bé Tuyền, Em có ý gì? Thẩm tuyền gõ mặt bản, thản nhiên nói, tôi muốn nghe kể về câu chuyện tình yêu của hai người. Cô nhìn anh, cho phép chứ? Văn Trạch Lệ Trường 29 Edit, Alicia Ngay lúc này đây Văn Trạch Lệ thật sự muốn quay người đi luôn, hoặc là lôi phát cô gái này đi. Trong lòng anh, làm Thẩm đã là dĩ vãng. Không đáng nhắc tới. Nhưng thẩm tuyền là ai? cô rõ là có chuẩn bị trước thậm chí nói thẳng ra là đã có âm mưu không thể nào có chuyện cô chỉ đơn thuần muốn nghe kể chuyện như thế văn trạch lệ không vào ngay mà vươn tay lấy một viên kẹo bạc hà trong phòng bao bóp vỏ bỏ vào miệng nhai răng rắc anh đi vào ánh mắt nhìn về phía thẩm tuyền chiếc bàn hình vuông thẩm tuyền ngồi đối diện với lam thấm văn trạch lệ tiện tay dúi hoa hồng vào lòng thẩm tuyền thẩm tuyền nhận lấy vẻ mặt thờ ơ hương hoa rất hợp ý cô thẩm tuyền bèn đặt nó lên chiếc ghế bên cạnh văn trạch lệ kéo ghế ra ngồi xuống chân dài vắt chéo không chủ động mở miệng ánh mắt lam thấm nhìn lên bó hoa thẩm tuyền vừa nhận được ngực đau nhói cô ta nhìn văn trạch lệ nhưng anh không nhìn cô ta mà chỉ nhìn thẩm tuyền chờ cô ấy ra đòn tay lam thấm khẽ bấu vào váy cô ta đồng ý tới đây nhằm muốn tranh thủ một chút cứ ngỡ dẫu tình cảm giữa thẩm tuyền và văn trạch lệ có sâu thì cũng chẳng bằng tình cảm nhiều năm giữa cô ta và văn trạch lệ ngờ đâu tới đây cô ta lại thấy văn trạch lệ tặng hoa hồng cho thẩm tuyền chưa bao giờ chưa một lần văn trạch lệ tặng cô ta thứ đó thẩm tuyền ấn nút phục vụ để nhân viên đưa đồ ăn vào sashimi sushi toàn là những món dễ ăn ngoài ra còn có trà và rượu sake dùng kèm thẩm tuyền vén tay áo liếc mắt qua văn trạch lệ đôi mắt người đàn ông vẫn đậm vẻ xâm lược, anh bật cười, em muốn uống chút rượu à. Thẩm tuyền với tay lấy chai rượu ở bên cạnh rồi rót cho mỗi người một ly. Cổ tay cô đẹp vô ngần, trắng nõn thong thong, bên trên có một cái đồng hồ và một cái lắc tay mảnh. Là quà mà thẩm lẫm đi công tác nước ngoài đem về cho cô, nghe nói là có tay nghề lâu đời, li ti những ngôi sao nhỏ lòng mặt trăng dán lên cổ tay cô. Văn Trạch lệ nhìn cổ tay cô, rồi lại nhìn mắt cô anh rất ít khi ngắm một cô gái tỉ mỉ như thế. Hay nói đúng hơn là say mê. Văn Thiếu ở thủ đô vốn không thiếu phụ nữ theo, nhưng anh không giống Văn Trạch Tân, không có hứng thú với phụ nữ, nào sẽ chú ý trăng hoa sắc hương. Đến nữ minh tinh của công ty giải trí dưới trướng tập đoàn, anh cũng không thèm để ý. Đối diện, làm thấm nhìn đến bút lòng. Ánh mắt anh ngắm thẩm tuyền ấy, như si như cuồng. Trong quá khứ, hãy nhắc tới thẩm tuyền là văn trạch lệ lại nghiến răng nghiến lợi có một lần vào sinh nhật chú út nhà họ văn cô ta vừa mới tới tìm văn trạch lệ lúc đó không biết là ai đã nói thẩm tuyền tới rồi văn trạch lệ ngồi trên thành ghế sofa liếc qua thấy bóng dáng của thẩm tuyền xuất hiện anh lập tức khịt mũi cực kỳ khinh thường đó mới là thái độ của anh với thẩm tuyền chứ không phải như bây giờ trong sắc bén còn có thêm điên dại làm thấm nắm chặt tay mình hồng bình tĩnh lại Thẩm Tuyền nhấp một ít rượu sake rồi cầm đũa gắp một miếng sushi. Trong thoáng chốc, cả ba người trên bàn đều im lặng. Bảo kể chuyện phải kể như thế nào đây? Không ai biết. Từ trước tới nay, làm thấm không phải người chủ động bộc bạch những chuyện đó. Mặc dù cô ta rất muốn nói nhưng nhất thời không sắp xếp được từ ngữ, mà thế cục này cũng không phải do cô ta làm ra. Văn Trạch Lệ thì càng không nói, bởi từ đầu anh đã chẳng muốn nói rồi. Anh nhấp một ít rượu, cũng cầm đũa ăn hai người ngầm đấu trí tranh nhau cao thấp nháy mắt làm thấm bên cạnh như thể là kẻ dư thừa thẩm tuyền ăn uống thỏa thích rồi cô bỗng ngước mắt cười nhẹ hỏi hai người lúc trước là ai theo đuổi ai vậy vừa hỏi xong chiếc đũa của văn trạch lệ sững lại một lúc lâu sau anh bỏ đũa xuống nói anh thẩm tuyền anh làm sao văn trạch lệ Thẩm Tuyền nhìn về phía Lam Thấm, anh ấy theo đuổi cô à. Bấy giờ dường như Lam Thấm mới tìm ra được lý do mình ở đây, cô ta gật đầu, đúng vậy. Thẩm Tuyền gật gù, không có biểu cảm gì. Cô lại gấp một miếng sushi, dùng tay che miệng nhấm nháp, hỏi Lam Thấm tiếp, anh ấy theo đuổi thế nào? Lam Thấm mấp máy môi. Có lẽ không tìm được từ nào để tả, cả buổi trời, cô ta mới cất lời, thì là lúc đi học giúp tôi giữ chỗ ngồi, tan học thì cùng tới căng tin ăn cơm theo đuổi bao lâu? làm thấm nửa năm. thẩm tuyền gật đầu cũng lâu, cũng lâu. ít hầu của văn trạch lệ trượt lên xuống, nhìn chăm chăm thẩm tuyền. anh nhớ ra rồi, nghề tay trái của thẩm tuyền là phóng viên, trong tay cô còn có một studio tạp chí làm trò tiêu khiển, đã thấy còn làm ăn rất khấm khá. làm thấm nghe tới đây cũng có chút đắc ý, cô ta nhìn văn trạch lệ, tuy người kia không thèm nhìn nhưng cô ta cũng thấy thỏa mãn. thẩm tuyền trong nửa năm chỉ theo đuổi vậy thôi sao không còn gì nữa à làm thấm ban đầu anh ấy đã thổ lộ ngay xem tôi có đồng ý làm bạn gái anh ấy không thẩm tuyền sau đó thì sao làm thấm lắc đầu sau đó sau đó cứ thế ngầm đồng ý thôi thẩm tuyền ồ một tiếng cô đưa tay rót rượu lúc rót cho văn trạch lệ anh vươn tay ra tóm lấy cổ tay cô thẩm tuyền ngước mắt nhìn anh văn trạch lệ cắn răng em còn muốn hỏi gì nữa? Thẩm tuyền, chớ gấp, từ từ thôi. Thẩm tuyền khẽ giãy dụa. Văn trạch lệ lại không chịu thả ra. Da thịt hai người dán sát vào nhau, bầu không khí cũng không ngăn được sự dằn co vừa mãnh liệt vừa mờ ám giữa hai người. Văn tổng. Thẩm tuyền nheo mắt, lúc này văn trạch lệ mới buông tay. Thẩm tuyền rót đầy rượu cho hai người kia, kể đó cũng rót đầy cho mình. Cô lại hỏi Lam Thấm, khi yêu nhau rồi thì thường làm gì? đi hẹn hò ở đâu? Văn Trạch lệ vật người ra ghế dựa, hai mắt u ám. Lúc này tới lượt Lam thấm nghẹn lời. Cô ta nhìn thẩm tuyền, bỗng dưng phát hiện, sau khi bên nhau, ngoại trừ đi dạo dưới sân trường thì thời gian tiếp đó đều bị cuốn vào chuyện nhà của cô ta. Đến buổi hẹn hò chuẩn mực cũng không có mấy. Mới đầu cô ta còn tới công ty tìm anh, hoặc là hai người cùng tham gia sinh nhật hay tiệc tùng gì đó với đám văn trạch tân nhưng về sau chỉ còn là anh luôn trong trạng thái sẵn sàng chống lưng cho cô. Tay Lam thấm run rẩy, mất tự nhiên nói, cũng chỉ hẹn hò bình thường thôi. Cô ta nhận ra được, mấy năm nay gia tộc chỉ đang vùng vẫy thoi thóp, mà sự kiên nhẫn của anh cũng ngày càng ít đi. Thẩm tuyên, ừm. Cô uống một hớp rượu, nhìn Văn Trạch Lệ rồi lại nhìn Lam Thấm, hỏi, gia đình cô như vậy, anh ta không giúp cô thoát khỏi gia tộc ư? Nói đến đây, Lam Thấm lại lặng im hốc mắt cô ta ửng đỏ nhìn văn trạch lệ. Văn trạch lệ ngậm miệng không nói. Anh tựa vào lưng ghế, mắt chỉ nhìn thẩm tuyền. Anh muốn biết cô còn có thể moi được gì? Thẩm tuyền nhướng mày, không giúp cô à. Làm thấm đúng là tội nghiệp. Người bình thường ác sẽ muốn giúp cô ta thoát khỏi gia tộc ấy. Làm thấm đáng thương lại không có tài cán, cô ta chẳng thể nào dung thân ở nhà họ Lam, vậy nên chỉ có thể rời khỏi đó làm thấm cắn môi rơi lệ rấm rứt có nhưng tôi không chịu không chịu thảo nào thế này thì có khác gì đánh thức kẻ đang giả bộ ngủ cho dù có giúp đỡ cô ta thế nào thì cô ta cũng không chịu tự mình đứng lên tình cảm bỏ ra xem như công cốc văn trạch lệ không có cảm xúc gì thời điểm diễn ra chuyện này cảm tình trong anh với làm thấm gần như đã cạn chút hảo cảm nhỏ nhoi còn sóc lại cũng tiêu tán hết vào khoảnh khắc đấy thẩm tuyền điềm nhiên vạch trần gia đình cô đã vậy cô không đối phó với nó cũng không muốn rời khỏi nó cô tính chờ nó chuẩn bị của hồi môn cho cô à mặt lam thấm như bị tát một cái thật mạnh nóng rác váy trong tay bị cô ta bấu chặt không phải thẩm tuyền cô không hiểu tôi tôi những chữ tiếp theo chẳng bật thành tiếng cô ta muốn nói không phải như vậy cô ta muốn nói với thẩm tuyền cô không hiểu bố mẹ cô yêu thương cô cô có gia tộc lớn mạnh nhưng tôi không có gì cả bố mẹ tôi không thương tôi gia tộc tôi cũng không lớn mạnh nhưng tôi rời khỏi gia tộc này rồi thì tôi chẳng còn gì cả nhưng thẩm tuyền đã hết hứng nghe rượu ngọt lại rót vào ly ly của văn trạch lệ cũng cạn song lần này thẩm tuyền chỉ đẩy chai về để anh tự rót văn trạch lệ buông đôi chân dài xuống hơi nghiêng người về trước cầm chai rượu xanh nhạt rót cho mình một ly Thẩm Tuyền nhìn Lam thấm nước mắt lệ nhòa, cô rút khăn giấy, đưa khăn giấy cho cô ấy đi. Văn Trạch lệ nhìn cô. Mãi một lúc sau, anh gằn giọng, em không biết là anh đang theo đuổi em ư. Thẩm Tuyền, vậy cô ta không phải bạn gái cũ của anh ư? Văn Trạch lệ á khẩu, không nói gì được. Anh không đưa khăn giấy mà chộp lấy ly rượu rồi uống cạn. Cuối cùng là Thẩm Tuyền đưa khăn giấy cho Lam Thấm, nhưng Lam Thấm không nhận cô ta đứng dậy đi toilet, lúc về chỗ, hốc mắt đỏ bừng. Yếu đuối đáng thương khiến người ta mềm lòng. Thẩm tuyền chỉnh lại cổ tay áo, nói, chuyện tình cảm trước đây của hai người, tôi không hỏi đến nữa. Nói đoạn, cô nhìn văn trạch lệ, nhưng sau khi liên hôn, anh và Lam Tiểu Thư còn gian díu vướng viết nhau, dây dưa không rõ ràng. Tôi muốn hỏi anh một câu, lúc đó trong lòng anh thấy thế nào? Ngón tay của Văn Trạch Lệ đang cầm chén rượu thưởng thức, nghe câu hỏi này xong thì động tác khựng lại đấy mắt anh vương chút hoảng loạn nhìn về phía thẩm tuyền thẩm tuyền thờ ơ nhâm nhi hớp rượu cô nói anh cho rằng liên hôn rồi là không cần chịu trách nhiệm với tôi có thể tiếp tục làm sứ giả bảo vệ người đẹp của mình cũng giống như vừa rồi việc anh không đưa khăn giấy cho cô ấy giả tạo rõ luôn sắc mặt văn trạch lệ tái đi anh ngồi thẳng người thẩm tuyền nhẹ nhàng đặt cốc rượu trên bàn nói tiếp giống như anh Tôi ghét nhất chính là chia sẻ đồ của mình với người khác. Dứt lời, cô cầm cái túi của mình dậy, tiện tay ném bừa bó hoa hồng vào thùng rác bên cạnh, sau đó xoay người ra cửa phòng bao. Văn Trạch lệ thấy thế, tức thì đứng bật dậy, từ sau bắt lấy tay cô, "Nếu anh chịu đưa cô ta khăn giấy thì ra thể thống gì chứ? Má nó, bây giờ trong mắt anh chỉ có duy nhất mình em, em bảo anh đưa khăn giấy cho cô ta." Thẩm Tuyền quay đầu lại. Ánh mắt hai người va chạm nhau giữa không trung. Thẩm Tuyền hờ hững nhìn anh, anh sao thế? Văn Trạch Lệ, anh sáng mắt rồi, ông đây sáng mắt rồi. Sau này chỉ một lòng một dạ với em thôi, đã được chưa? Thẩm Tuyền nhướng mày. Một lúc lâu sau, cô nói, sáng mắt trễ như vậy, ai mà thèm. Sắc mặt Văn Trạch Lệ tức khắc trắng bệch. Chương 30. Edit, bún thịt nướng. Đẩy tay Văn Trạch Lệ ra, Thẩm Tuyền xoay người bước đi, ngoài cửa phòng bao có nhân viên phục vụ nói tiếng Nhật, hoan nghênh quý khách lần sau lại tới. Văn Trạch Lệ đứng im ở đó, gần xanh trên cổ nổi lên, anh nhìn bóng lưng của người phụ nữ kia khuất dần sau cánh cửa, ánh mắt đỏ hoe. Màn kịch ngày hôm nay, thay vì nói là lắng nghe câu chuyện tình yêu, không bằng nói là màn kịch do thẩm tuyền vẽ ra để anh tỉnh ngộ. Tình cảm mà cô muốn là phải toàn tâm toàn ý. Mà anh thì không làm được. Hơn nữa ngay từ đầu cô đã nhìn thấu tâm lý tồi tệ lúc đầu của anh về cuộc liên hôn này. Làm thấm nhìn văn trạch lệ im lặng hồi lâu, cô ta ngập ngừng bước tới trước nhưng lại nhìn thấy người đàn ông đang ngây người như một con thú say ngủ. Văn trạch lệ quen với việc là con cưng của trời, anh tự cao, kiêu ngạo, chưa bao giờ phải ngước mắt nhìn người khác, những người phụ nữ kia nhìn anh đều là ngẩn mặt mà nhìn. Lần đầu tiên anh thế này. Mất kiểm soát như thế. Đối xử với một người phụ nữ như vậy làm thấm nhìn nhìn anh cuối cùng cũng hiểu ra được bản thân mình đã hết hy vọng rồi màn ganh đo này của cô ta với thẩm tuyền cô ta đã chẳng còn chút gì vì uống rượu nên thẩm tuyền không thể lái xe cô bèn đứng ở cửa gọi lái xe thuê sau khi lên xe thẩm tuyền liếc mắt nhìn điện thoại một cái có hai cuộc gọi nhỡ từ nhà gọi đến cô bèn gọi lại đầu bên kia điện thoại là thẩm tiêu toàn uống rượu à thẩm tuyền vâng con gọi lái xe thuê rồi về sau tốt nhất vẫn nên bảo tài xế trong nhà đi đón con đi. Sự lo lắng của thẩm tiêu toàn không phải không có lý, thân phận của thẩm tuyền ai ai cũng biết, vẻ ngoài cũng không hề kém cỏi gì, nên hệ không phải là người nhà mình thì ít nhiều gì vẫn có chút lo lắng. Thẩm tuyền gật đầu, vâng, sau này sẽ nói tài xế đến đón con. Thẩm tiêu toàn, vậy bố cúc máy, về thẳng nhà mình nhé. Vâng. Cúc điện thoại, thẩm tuyền cảm thấy vẫn chưa say, nên cô lướt quy chát gửi tin nhắn cho Trần Y. Thẩm Tuyền, hôm qua mình nhận được thiệp mời rồi. Trần Y, con tưởng cậu chưa nhận được chứ, đang chuẩn bị gửi cho cậu lần nữa đấy. Thẩm Tuyền, bận nên quên mất. Trần Y, thời gian trôi qua nhanh quá. Trước đây vẫn còn đang nói về chuyện liên hôn hai nhà, bây giờ đã đến lễ cưới rồi. Trần Y cảm thán một câu, mấy giây sau, cô ấy như nhớ ra cái gì, lại gửi tin nhắn đến cho Thẩm Tuyền. Trần Y, gần đây trong giới đều đang nói văn thiếu đang theo đuổi cậu cậu thấy thế nào thẩm tuyền mình thấy bình thường trần y ha 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 chồng trước theo đuổi lại vợ trước rất thú vị đấy thẩm tuyền ờ à. nhưng trần y lại nói mình thấy cậu ấy mà chắc chắn sẽ rất trân trọng cảm giác mang tên là thích đó thẩm tuyền người đấy là cậu chứ không phải mình trần y mình hiểu cậu lắm đấy thẩm tuyền lười trả lời trần y Đúng lúc cũng đến trước cửa nhà họ Thẩm, quản gia đã chờ ở bên ngoài từ lâu liền đến bên cạnh xe, đưa Thẩm Tuyền vào trong. Thẩm Tuyền đưa túi sách nhỏ cho dì giúp việc, mái tóc dài hơi rối xỏa xuống, ngồi xuống ghế sofa gọi một tiếng, bố. Mạc Điềm rót sữa bò cho Thẩm Tuyền. Thẩm Tiêu Toàn nhìn cô một cái, tối nay đi gặp ai vậy? Thẩm Tuyền nói, một người bạn ạ. À. Cô không nói là Văn Trạch Lệ, cũng không nói là Lam Thấm. Thẩm Tiêu Toàn thấy cô có điều giấu giếm, nhưng cũng không hỏi nữa. Nếu ông biết Thẩm Tuyền đi gặp Văn Trạch Lệ thì ông có thể đoán ra sự thay đổi trong suy nghĩ của Thẩm Tuyền rồi. Thẩm Tiêu Toàn bỏ qua chủ đề này, nói đến chuyện khác, Văn Nhị thiếu kết hôn, còn có muốn tặng thêm quà gì không? Thẩm Tuyền nói, tặng thêm cho Trần Y đi. Thẩm Tiêu Toàn gật gật đầu, vậy thì tặng thêm vào của hồi môn cho con bé. Thẩm Tuyền, được cả. Thẩm Tiêu Toàn lại nói, lễ cưới hôm đó, bố đề nghị con đi cùng với nhiếp thừa thẩm tuyền hai nhà chúng ta cùng đi ạ à. thẩm tiêu toàn suy nghĩ một chút như vậy cũng được ông gãy khay trà nói trước mắt ở thủ đô ngoài nhà họ nhiếp ra thì chúng ta không thích hợp tung tin đồn với gia tộc khác tiêu nhiên của nhà họ tiêu là một thằng nhóc nham hiểm người ta đã sớm tuyên bố muốn tìm một người vợ có xuất thân bình thường còn nhà họ cố mới nổi lên kia cũng có dây dưa không rõ với một nữ minh tinh từ lâu còn những gia tộc có mối quan hệ tốt một chút với nhà họ thẩm, không phải đã kết hôn thì là đã có người yêu. Thẩm tuyền, vâng. Điều này cũng là vì tránh cho ngày hôm đó lúc xã giao, những người đó nhiều chuyện hoặc ngẫu nhiên nói hai câu không nghe lọt tai, sẽ ảnh hưởng đến cả hôn lễ. Chuyện vui phải được tổ chức một cách vui vẻ, được tham gia một cách vui vẻ. Được rồi, để cho con bé lên lầu tắm rửa đi, mùi rượu nồng thế. Mạc Điềm ở bên cằn nhằn, thẩm tiêu toàn ngậm miệng lại, ông giơ tay ý bảo thẩm tuyền lên gác. Mặt mày của thẩm tuyền rủ xuống, cô cào cào tóc, không lạnh nhạt như ở bên ngoài mà lại mang theo chút lười biến đi về phía cầu thang. Mạc Điềm đi theo cô, nói, sáng nay có đưa mẫu mới của mùa này đến đây, con xem rồi chọn hai bộ ưng ý đi, mẹ nhờ người sửa sang lại một chút, tới lúc tham dự hôn lễ có thể dùng. Thẩm Tuyền kéo tay mẹ, vâng. Sau này uống ít rượu thôi. Thẩm Tuyền, vâng. Mạc Điềm biết có nói cũng vô dụng vì cô chỉ trả lời cho qua thế thôi, nhưng mà mỗi lần vẫn không nhịn được mà cằn nhằn hai câu. Sau khi lên lầu, tắm xong, Thẩm Tuyền liền chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau công ty mở cuộc họp cuối năm, Thẩm Tuyền dây dây trán, 8 giờ đã ngồi lên xe Thường Tuyết. Thường Tuyết khởi động xe, nhìn cô một cái muốn nói lại thôi. Đợi mãi đến lúc vào trong tầng hầm để xe ở công ty, Thường Tuyết kéo Thẩm Tuyền, tối qua mình nghĩ là cậu uống rượu nên bèn đi tới nhà hàng đồ nhật đó đón cậu, vô tình nhìn thấy văn thiếu. Thẩm tuyền, rồi sao? Thường tuyết, có phải anh ta đã khóc không? Thẩm tuyền dẫm giày cao gốc đi vào thang máy, cô nói, không biết. Thường tuyết cảm thấy khó tin. Cô ấy chỉ biết bọn họ hẹn nhau đi ăn cơm, nhưng lý do cụ thể là gì thì lại không biết. Nhưng mà văn thiếu như vậy rõ ràng là bị thẩm tuyền hành cho ra bả. Thường tuyết suy nghĩ một chút rồi nói, cậu cảm thấy sau này có thể nào văn thiếu sẽ không theo đuổi cậu nữa không? Bỏ cuộc ấy chuyện cho đến bây giờ, chuyện văn trạch lệ theo đuổi thẩm tuyền vẫn rất khó hiểu. Ánh mắt thẩm tuyền lạnh nhạt, cô chỉnh lại cổ tay áo. Tùy anh ấy. Cửa thang máy mở ra, trong không khí phản phất một mùi hương nhàn nhạt quen thuộc. Thường tuyết đi nhanh hai bước đẩy cửa văn phòng ra, bên trong xếp đầy hoa hồng. Thường tuyết nhìn về phía thẩm tuyền. Thẩm tuyền lướt nhanh qua một cái, nói với thường tuyết, dọn đi. Thường tuyết nở nụ cười, ok tên chó văn thiếu không buông tay, giờ còn tặng gấp đôi số hoa hồng, chật. Có điều mùi hương này thực sự rất thơm, có lẽ hôm nay văn phòng của thẩm tuyền đều là mùi thơm này. Cuộc họp cuối năm họp gần 4 tiếng, năm nay mảng công viên sinh thái và cả phương hướng nghiên cứu phát triển của thẩm thị khá tốt, chủ yếu là nghiên cứu và phát triển ở mảng vi mạch và sức khỏe tâm lý. Nghiên cứu bên này trước đây đã hợp tác 3 năm với văn thị, lúc đó thẩm tuyền đã bài xích văn trạch lệ cả một tháng vốn tưởng rằng người đàn ông này sẽ mang thù nhưng không ngờ một tháng sau, Văn Trạch Lệ lại cầm phương án hợp tác này đến tìm cô hợp tác. Hai người ký kết hợp đồng, nhưng nhà sáng lập công ty nghiên cứu và phát triển kia đã khởi động kế hoạch Dual Class Structure. Dual Class Structure có nghĩa là kết cấu cổ phần có quyền biểu quyết khác nhau tức là trong quá trình kêu gọi đầu tư, công ty sẽ đưa ra hai loại cổ phần cấp bậc hai tầng, hai loại cổ phiếu này sẽ quyền bỏ phiếu hoàn toàn khác nhau. Kế hoạch Dual Class Structure có được quyền bỏ phiếu vô cùng lớn có thể bảo vệ công ty không bị thu mua, nhưng đồng thời lại có quyền kiểm soát theo ý mình trong lúc bầu chọn chủ tịch hay một vài hạng mục khác. Thật ra đối với Thẩm Tuyền và Văn Trạch Lệ mà nói, kiểu cổ đông như vậy, rất không tốt, nhưng mà Văn Trạch Lệ đã đồng ý thì Thẩm Tuyền cũng đồng ý. Rõ là mạo hiểm, nhưng năm nay công ty này quả thật đã làm rất tốt. Mà trong cuộc họp, có cổ động của Thẩm Thị tỏ ý muốn đi xem công ty đấy, còn định dẫn cả con đi theo. Thẩm Tuyền đồng ý, sau khi cuộc họp kết thúc, Thẩm Tuyền bèn bảo Thường Tuyết gọi điện thoại cho người phụ trách bên công ty đó. Sắp xếp xong thời gian, sáng hôm sau, Thẩm Tuyền dẫn bốn cổ đông bao gồm cả người nhà bọn họ cùng bay đến Đông Thành. Đông Thành là thành phố phía nam, lúc này thời tiết ở bên đó hơi xe lạnh, nhưng một khi đã có gió lạnh gùa về thì sẽ vô cùng lạnh. Trước khi Thường Tuyết chế kỳ thì đã nhìn thấy tin nhắn được gửi trong nhóm cha của công ty, cô ấy ghé vào tai Thẩm Tuyền nói, hôm nay Văn Thiếu cũng tặng hoa hồng, đang để ở trong văn phòng cậu thẩm tuyền lật tạp chí ừ một tiếng thường tuyết không đoán ra được ý cô nên lại ngồi về chỗ đến đông thành là giữa trưa thẩm tuyền và bốn cổ đông đi tới khách sạn trước sau đó lại đi ăn cơm ăn cơm xong thì đoàn người lại ngồi ô tô đến công ty kia chiếc xe thương vụ màu bạc chậm rãi dừng lại thẩm tuyền xuống xe ở đông thành mà nói thì bộ quần áo của cô có thể coi là mát mẻ lúc này một chiếc xe màu đen đi theo cũng dừng lại cửa xe mở ra Văn Trạch Lệ mặc áo sơ mi trắng và quần tây, vắt áo khoác lên tay, anh nhìn Thẩm Tuyền một hồi, qua đây kiểm tra kết quả cuối năm mà. Thẩm Tuyền bình thản nhìn anh, "Ừ." Văn Trạch Lệ gật đầu, khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng như trước, nhưng khi nhìn Thẩm Tuyền lại mang theo cảm giác không dám tới gần, lại không thể không đắm đuối mà nhìn. Anh nhìn váy cô, bên này lạnh đấy. "Thẩm Tuyền, không sao." Ở bên kia, cổ đông đều đã xuống xe, nhìn thấy Văn Trạch Lệ thì cười. Văn Thiếu cũng tới đây sao? Văn Trạch Lệ nhét tay vào trong túi quần, gật gật đầu với bọn họ, "Phải." "Mời." Anh nâng tay ra dấu. Khí thế của thiếu gia vẫn phải có. "Ha ha ha, được." Mấy cổ đông dẫn người nhà theo đều đã đi lên bậc thang, Thẩm Tuyền và Thường Tuyết đi ở sau. Văn Trạch Lệ đưa áo khoác cho Thường Tuyết. Thường Tuyết thấy thế thì ngẩn ra, "Hả?" Văn Trạch Lệ ngước mắt nhìn Thẩm Tuyền bên cạnh một cái cô ấy mặc như thế sẽ lạnh thường tuyền ngầm một tiếng rồi cũng liếc mắt nhìn thẩm tuyền sau đó cô ấy nói không cần cô ấy không sợ thứ lạnh này văn trạch lệ không lên tiếng mà chỉ nhìn thường tuyết thường tuyết có chút không dám từ chối nên cô ấy đành đưa tay ra nhận cái áo khoác thẩm tuyền phớt lờ động tác của bọn họ cô vừa đi vừa nói chuyện với cổ đông công ty nghiên cứu và phát triển này rất lớn nằm trước thêm vốn để phát triển bên trong có rất nhiều đồ mới lạ như robot quét rác chuyên gia về sức khỏe tâm lý, robot Minimasa, còn có cả robot điều chế thuốc. Loại nào cũng có, sản phẩm chưa hoàn thiện không được bày ra, bên ngoài chỉ là một vài phụ kiện nhỏ. Người phụ trách từ trong văn phòng nghiên cứu và phát triển đi ra tiếp đón, anh ta mặc một cái áo dài màu xanh da trời, nhìn thấy Văn Trạch Lệ thì liền vẫy tay với Văn Trạch Lệ trước, Văn Trạch Lệ gật gật đầu. Sau đó người phụ trách mới chào hỏi thẩm Tuyền và Cổ Đông. Người phụ trách có thể được coi là bạn tốt của Văn Trạch Lệ họ tưởng thẩm tuyền bắt tay anh ta nói dẫn cổ đông đến xem thêm cả mấy đứa nhóc nữa tưởng tổng cười nói không thành vấn đề trong đây còn rất nhiều chỗ chơi để tôi bảo trợ lý dẫn bọn họ đi thẩm tuyền cười nhạt cảm ơn văn trạch lệ cúi đầu cầm lấy một viên kẹo bạc hà bỏ vào miệng ngậm ánh mắt nhìn thẩm tuyền ở bên kia tưởng tổng trò chuyện xong thì lại qua đây nói với văn trạch lệ văn thiếu mời đi bên này văn trạch lệ liếc nhìn thường tuyết một cái nói với cô ấy nếu lạnh thì khoác lên cho cô ấy thường tuyết ôm áo khoác gượng gạo gật đầu áo khoác có một mùi hương thoang thoảng mùi hương này rất có tính công kích cô ấy nhìn về phía thẩm tuyền thẩm tuyền phớt lờ văn trạch lệ đứng bên cạnh con của một cổ đông nhìn cậu bé trò chuyện với robot chủ robot kia tức giận liền phun nước miếng cậu bé kêu to hoa hoa thẩm tuyền cũng che miệng cười mặt mày tràn ngập ý cười thông qua cửa kính thủy tính văn trạch lệ chứng kiến toàn bộ anh có chút bối rối dời ánh mắt của mình đi nơi khác tưởng tổng liếc anh một cái suy nghĩ sâu xa một chút nhưng không thể hiện ra ngoài không lâu sau đó tưởng tổng dẫn văn trạch lệ và trợ lý của anh vào một phòng nghiên cứu và phát triển khác có vẻ là đang bàn bạc gì đó thẩm tuyền thì chơi cùng với cổ đông ở ngoài này nghiên cứu và phát triển là một chuyện vô cùng kỳ diệu cứ cách một khoảng thời gian là có thể nhìn thấy cái gì đó mới xuất hiện khiến cho cuộc sống trở nên tiện lợi hơn bên phía tưởng tổng phái một người phụ trách đi cùng với thẩm tuyền thẩm tuyền đứng một lát rồi hỏi người phụ trách kia gần đây có sản phẩm mới không người phụ trách là một cô gái cười nói có có hạng mục sách vẫn chưa được đưa lên cho chị à chưa nhìn thấy thẩm tuyền nói cô gái cười nói tưởng tổng là vậy phải có kết quả thành công rồi mới nói với thẩm tổng Thẩm tuyền không lên tiếng. Vị tưởng tổng này rất tự phụ, nếu không có kết quả thì sẽ không báo lên. Cô nói, tôi đi xem xem. Cô gái gật đầu, vâng. Thẩm tuyền là cổ đông nên không có lý do để ngăn cản. Cô ấy dẫn thẩm tuyền và thường tuyết quẹo vào phòng nghiên cứu và phát triển mà vừa nãy văn trạch lệ vào kia, đó là phòng thí nghiệm tâm lý, còn chưa đi đến cũng đã nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Cô gái ôi chao một tiếng, đang thử nghiệm mất rồi. Cô ấy nhìn về phía Thẩm Tuyền, nếu không thì chúng ta đợi lát nữa rồi vào nhé. Lúc này, phòng nghiên cứu và phát triển chỉ mở một cánh cửa như thủy tinh, người ở bên trong không nhìn thấy bên ngoài, toàn bộ đã được che chắn. Lúc này, Thẩm Tuyền đang định cùng Thẩm Tuyết đi qua kia nghỉ ngơi thì thấy Văn Trạch Lệ đi vào trong phòng thí nghiệm, chỉ có một mình anh đi vào. Cô gái à một tiếng, Văn thiếu tham gia thử nghiệm đấy. Thẩm Tuyền, đây là thử nghiệm gì vậy? Không biết, tùy hứng thôi cô gái đi qua cầm máy tính bảng nhấp vào một trang thẩm tuyền và thường tuyết không cần thông qua kính thủy tinh có thể nhìn thấy bên trong mà nhìn trực tiếp thông qua máy tính bảng sau khi văn trạch lệ đi vào ngồi lên ghế anh kéo cổ áo xuống liếc nhanh ra ngoài hình như là ra hiệu với tưởng tổng tưởng tổng lại ra dấu khóe môi văn trạch lệ hơi nhếch lên anh dựa ra sau nhắm mắt lại thoạt nhìn người đàn ông này có chút chán chường cũng có chút đẹp trai càng khỏi phải nói tới xương quai xanh của anh hơi lộ ra ngay sau đó ánh sáng trong phòng thí nghiệm thay đổi, là màu tím. Văn Trạch Lệ vẫn không nhúc nhích, vẫn là dáng vẻ nhắm mắt như thế. Nhưng máy tính bảng của cô gái bên này lại hiển thị có một bóng người ở đó, cách Văn Trạch Lệ rất gần. Đó là một bóng người rất yếu ớt, bóng dáng người đó rất giống Lam Thấm, bởi vì trên cổ của bóng dáng đó có đeo sợi dây chuyền do chính cô ta thiết kế, cái sợi dây chuyền đó rất dễ nhận ra. Thường Tuyết khẽ nói, "Sức, đây không phải là Lam Thấm sao?" còn chưa nói xong bóng dáng đó đã ngã nằm lên trên ghế văn trạch lệ vẫn không nhúc nhích như cũ ngay sau đó có một bóng dáng khác xuất hiện ở trên màn hình đó là một xì si tai hoàn toàn khác bóng người mơ hồ kia mặc một bộ đồ rất nghiêm chỉnh quan trọng nhất là trên cổ tay cô ấy có đeo một cái đồng hồ vô cùng rõ ràng thường tuyết kinh ngạc hô một tiếng cô ấy nhìn về phía cổ tay của thẩm tuyền thẩm tuyền rủ mắt nhìn đồng hồ của mình một cái cô gái bên cạnh nói đi vào giấc mộng rồi. Sau đó, bóng người mặc bộ đồ kia cũng ngã xuống trên ghế. Văn Trạch Lệ mở mắt ra, ngồi dậy, đi thẳng về phía bóng dáng người đó, nửa quỳ trước bóng dáng đó, đôi mắt đỏ hoe, hai tay giữ lấy chiếc ghế. Thường tuyết, vải. Cô gái nghiêng đầu mấy giây rồi nhìn về phía thẩm tuyền, thẩm tổng, bóng người mà Văn Thiếu thấy trong mơ là cô sao? Ánh mắt cô ấy nhìn về phía đồng hồ trên cổ tay thẩm tuyền. Tập truyện đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh radio ngôn tình nếu bạn thích bộ truyện này hãy nhấn nút like share và đăng ký kênh để nghe thêm nhiều bộ truyện hay khác nhé bạn cũng có thể xem thêm những bộ truyện khác được cập nhật liên tục hàng ngày trên kênh của mình ở phần danh sách phát chúc các bạn một ngày vui vẻ và hẹn gặp lại ở những tập truyện tiếp theo